Vì làm sao mình rời được cái cấu nhiễm do trì giới? Phong và ví dụ á, mình có giữ giới không nói dối, cho nên khi mình nói dối là mình để giúp người ta thôi. Ví dụ như người ta cần mình thấy mình nói như vậy để giúp cho người ta, nhưng mà mình không nói dối vì muốn hại người khác, thì khi cái lời nói đó, đôi khi cái lời nói thật, nhưng mà trong cái thật đó nó có tính cách hại người, thì cái đó nó vẫn bị ô nhiễm. Vì cái tâm của mình nói ra, mục đích của mình nói ra, mình biết nói xong là người này sẽ bị đuổi việc hay là bị cái gì đó trong cuộc sống của họ. Mình nói thật, nhưng mà nói thật đó bằng cái tâm nhiễm ô. Còn đôi khi mình nói không thật, nhưng mà cái lòng của mình rất trong sáng vì muốn cứu giúp cho người. Rồi trong khi mình sống đó, mình có được cái, mình chứng được cái quy luật của vô thường, có được cái nhẫn nại, cho nên mình phát quang địa, tức là gì? Tỏa ra được cái ánh sáng của người tu tập. Đại khái là vậy. Cái này mình học suốt kinh Đại Thừa thời gian qua là mình nói nhiều lắm. Bây giờ nói là trụ, đều trụ nơi thập địa. Xin cho các hữu tình đó, cầu cho mọi hữu tình đều trụ nơi thập địa, đầy đủ phúc trí rồi. Hôm tuần rồi mình nói phúc trí chúng ta gọi là gì? Lưỡng gì? Lưỡng túc đó. Không, rồi mình nói Đức Phật là đấng lưỡng túc tôn đó. Phật có đầy đủ phúc và trí. Chữ phúc là mình nói theo người Bắc, người Nam mình đọc kêu phước. Phước cũng được và phúc cũng được. Phúc trí hay là phước trí. Người tu mình gần hai thứ, có phước có trí. Ví dụ như mình có ăn là có phước nè, có mặc là có phước nè, trời lạnh mà có áo lạnh mặc nè, ra đường có giày mang nè, đó, mấy đó là phước hết á. Nhưng mà quan trọng là mình có trí để mình sử dụng cái phước mình để không tổn phước. Người có trí là họ sử dụng phước mà không tổn phước. Vì sao? Họ biết dụng mà họ biết giữ, và họ biết ban cho nên phước nó luôn luôn, nó không bao giờ mất. Đầy đủ phúc trí rồi, thành Phật độ quần mê. Chữ quần là số đông, người số đông mà bị mê lầm gọi là quần mê. Phúc trí thành Phật độ quần mê. Con vì các chúng sanh khổ hạnh trăm nghìn kiếp, dùng sức đại trí tuệ giúp họ vượt biển mê. Mình tu tập á, quý vị thấy thường thường không có ai tu mà không có khổ hạnh đó, đó. Khổ hạnh là gì? Phải khắc chế chịu những cái gian nan ở lúc đầu. Như hôm rồi Pháp Hòa có kể với mấy thầy mấy chú á, cái thời mà 15, 16, 17, 18, 19, 20 tuổi khoảng đó, thậm chí lên tới hai mấy tuổi, cái thời gian mà mình ở chùa, trời ơi, nó đâu có được sung túc. Thầy nào cũng có một quá trình tu khổ hạnh. Chữ khổ hạnh này không phải là mình đi hành thân ép xác mình, nhưng mà cái thời cuộc, cái lúc đó tự động cũng phải khổ hạnh nè. Không bao giờ có được một bữa cơm no, quần áo cũng không có đủ để mặc, mà công việc thì một mình mà phải làm hết. Mà thật sự lúc đó chưa bao giờ có một giây phút nghĩ tới chuyện thôi đi về, không tu nữa hay ra đời. Mà thậm chí không bao giờ nghĩ tới muốn kể cho cha mẹ người nhà mình nghe những cái khổ cực gì của mình trong chùa hết. Như vậy thì đại chúng nhớ chữ khổ hạnh ở đây á, nghĩa là mình tu á, mình phải có một cái hạnh chịu cực khó. Thí dụ như giờ mấy chú nè, đó giờ ăn mặc đầy đủ hết, nhưng mà ở chùa là phải dậy sớm. Hai chú tiểu nhỏ mấy ngày nay được nghỉ, sáng nào mấy thầy cũng dựng dậy tụng kinh. Bữa nào đi học thì cho ngủ, mà bữa nào mà được nghỉ nhà là bắt dậy tụng kinh. Nhưng mà một đứa con nít bình thường, nếu nó không có chủng tử tu tập, dễ gì nó chịu được. Nhưng mà một đứa nó, cái đứa mà nó có cái tâm tu rồi, nó chịu, nó không mai, nó không trở ngại. Thật ra mình mới thấy được cái chủng tử tu tập. Vậy thì từ chư Phật Bồ Tát cho đến các bậc thánh tăng, hay thậm chí các bậc thầy tổ của mình bây giờ đó, hỏi lại coi cái quá trình tu của vị nào tu sướng không? Không. Đại chúng nhớ là cái chữ khổ hạnh ở đây không phải là tự nhiên có ăn không chịu ăn,
có mặc cái xé rách hết trơn rồi ra đường ngồi cho nó ốm o kêu tu khổ hạnh, không phải. Tự động cái cuộc sống của mình hàng ngày nó phải khắc chế như vậy, và thậm chí giờ không muốn ngon cũng có gì để ngon hết đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái chữ khổ hạnh đây là mình khắc phục những cái khó khăn từ tâm lý, sinh lý cho đến đời sống vật chất. Nội cái chuyện mà chúng ta điều phục cái sinh lý của mình thôi là một cái khó khăn rồi. Rồi cái tâm lý của mình thôi, thế gian mà người ta vui buồn thương ghét mình, người tu bất cứ tâm hành nào nó khởi lên phải nhận diện được để mình điều phục nó. Trời ơi, người tu gì mà vui buồn bất thường quá thì người ta cười chết. Hiểu không? Người thế gian đã vậy là người nào vậy người ta nói sao? Hơi hơi. Mà người tu mà vậy thì càng tệ nữa. Cho nên người tu là đừng nói chuyện gì khác, nội cái chuyện mà hằng ngày khắc phục nè. Tâm hành vui buồn thương ghét gọi là thất tình lục dục của chúng sanh. Người ta đi ngủ, người ta buồn, người ta không có gì nghe, cái ta mở đại một cái vô YouTube, ta mở đại một cái CD nào đó nhạc tình cải lương gì, ta nghe mở sùm lên ở chùa được không? Không. Đó, nội cái chuyện mà lâu lâu mình ghiền nhạc mà muốn mở lên sùm, có bao giờ quý vị vô chùa quý vị nghe chùa mở nhạc tình khắp chùa ngồi vừa làm bánh tét vừa cuốn chả giò nghe nhạc tình không? Không. Có thể là trong cái tâm lý của mình vẫn có những cái khuynh hướng đó, nhưng mà phải khắc phục. Rồi giờ người ở nhà mình buồn quá, mình mở những cái kịch đồ mình coi rộn ràng lên, chùa không có. Thôi đừng nói mấy cái chuyện khó khăn đó, nói mấy cái chuyện đơn giản cuộc sống hàng ngày. Cho nên cố gắng làm sao mà người tu á, là mình chịu khó, mình điều phục thất tình ở nơi mình thôi. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Gọi là hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc dục. Đó là thất tình đó. Chưa nói là lục dục nha. Nghe tiếng âm thanh mà thích, gọi là âm thanh dục. Nhìn tướng trạng của người đó mình thích, gọi là sắc dục. Cho con người mình đó, một là bị lục dục, hay là thất tình. Thành ra nói cái chuyện đó thôi, đừng có nói chi xa hết. Mặc dù đời sống mà nói, nếu nói đúng hơn là đời sống càng sung túc, thất tình lục dục càng dễ sanh. Còn đời sống mà nó kham khổ một chút, ăn uống thiếu thốn chút, vậy mà không chừng thất tình lục dục nó không có cơ hội. Bởi vì mình cái tâm lý sinh lý nó đi theo cái cơ thể và cái sự hưởng thụ của mình. Cho nên khổ hạnh là gì? Là mình phải phát một cái tâm hạnh chịu khó vượt qua những cái đó, đều là khổ hạnh hết. Đừng có hiểu lầm chữ khổ hạnh là phải đi vô rừng ngồi cho nó ốm o lên, để râu ria rậm rạp lên kêu khổ hạnh. Không. Khổ hạnh đó bình thường lắm. Đấy, cái khổ hạnh mà thực tế nhất của con người là làm sao chúng ta điều phục được. Thí dụ bây giờ mình là một người có gia đình, mình cũng khổ hạnh lắm chứ. Tại vì sao? Vì bản thân mình là một con người bình thường, đi làm giao tiếp thế nào, tình cảm ít nhiều cũng dễ sanh với người này người kia. Nhưng tự mình phải biết, mình là người có gia đình rồi, có con rồi, mình phải vượt được những cái mà nó sinh khởi, gọi là bất thiện pháp. Rồi thậm chí mình rất là muốn nghiêm túc, nhưng ai đó xung quanh mình họ có cái ý không lành với mình, cho nên đôi lúc mình cũng khó tránh được những cái đó. Đều là khổ hạnh hết. Người tu cũng phải khổ hạnh, người đời cũng phải khổ hạnh, vì chúng ta đều đang có cái bổn phận của chính mình. Vì mình vì ai? Vì ai mà khổ hạnh? Vì các chúng sanh. Cũng giống như mình chịu khó sống thúc liễm mình chi, để vì hạnh phúc gia đình. Giống như hồi chiều Pháp Hòa cố vấn cho một gia đình vừa đi tới cái chỗ gọi là lâm nguy sắp đổ vỡ vậy đó.
Rồi Pháp Hòa phải ngồi nói chuyện riêng với từng người trong gia đình để nghe được những cái khó khăn của họ. Rồi cuối cùng mình mới đúc kết, mình tới đầu này, mình khuyên đầu này, mình tới đầu kia, mình khuyên đầu kia. Và cuối cùng cái câu khuyên Pháp Hòa, cái tổng thể là gì? Vì con mình mà mình chịu khó thôi. Mình biết bây giờ mình sống bằng cái ngã của mình. Đó. Mình không có thể chịu nhục nhã như vậy mà chịu ấy. Mình bất chấp thì ai sẽ là người khổ. Cho nên cuối cùng mình nói, bây giờ không có nói mình không phải sống cho mình mà mình sống cho con mình. Vì con mình mà mình chịu khó hết. Cho nên trong cuộc sống gia đình đó, nhiều lúc mình phải vì cái chung, mình nhìn xung quanh đó. Mà thường thường quý vị nghĩ coi có phải là mình gây gổ với nhau, mình bực bội với nhau chỉ vì cái tôi không? Vì cái ngã của mình thôi. Bây giờ mình dẹp cái ngã đó xuống, vì cái chung thì chúng ta sẽ vượt được. Thì mình ở trong chùa cũng vậy, trong một cái cộng đồng cũng vậy, mình vì đại chúng, vì mọi người mà mình xả đi. Mình là tiểu ngã thôi, mình là một trong thành phần mà. Cho nên làm sao kêu mình là đại ngã được? Mình nhỏ bé lắm so với một đại chúng. Luôn luôn tâm niệm như vậy thì mình sống rất bình an trong đại chúng. Mình rất nhỏ bé trong đại chúng. Dù mình làm có được việc gì đi nữa, mình cũng chỉ đóng góp một phần cho cái đại chúng này thôi, chứ không phải mình là một tay mình hết. Phải không? Bây giờ quý vị nghĩ coi, một tay Pháp Hòa làm được cái gì? Hai tay quơ còn không xong nữa. Nếu mà không có đại chúng, mỗi người phụ một tay một việc, làm sao mình có được ngày đấy? Pháp Hòa mà không có các thầy phụ thì cái việc làm đạo Pháp Hòa nó limit lắm, nó chừng mực lắm. Đây, hai tuần nữa là lễ quy y online nè. Bây giờ là 600 người ghi danh rồi đó. Mà chưa còn hai tuần lễ nữa đó. Mà danh sách mấy vị báo cho biết là đã 600 người ghi danh quy online. Quên nhắc thầy Đức Tạng phải mua cái space của cái Zoom. Mua ít quá người ta vô không đủ. Thì Pháp Hòa nói đại chúng vậy đó. Chứ cái mình đọc mấy cái câu này, vì con, vì các chúng sinh khổ hạnh trăm nghìn kiếp, không phải một ngày một bữa mà khổ hạnh trăm nghìn kiếp. Mình mới khổ hạnh được có mấy chục năm, mình rên quá trời. Dùng sức đại trí tuệ giúp họ vượt bến mê, biển mê. Làm cái gì để mình qua được cái khổ? Chỉ có trí tuệ thôi. Cho nên trong kinh nói vậy nè: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là mẹ của ba đời chư Phật. Tại vì Văn Thù Sư Lợi, tạo sao kỳ vậy? Ông Bồ Tát mà làm mẹ của Phật là sao? Vậy thì Văn Thù được hiểu trong lúc này là gì? Là gì? Trí tuệ. Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Mà có phải chư Phật mười phương ba đời tu hành thành Phật cũng phải nhờ trí tuệ không? Cũng phải nhờ trí tuệ. Cho nên trí tuệ là mẹ của chư Phật. Nhưng mà nói một cách khác, Văn Thù Sư Lợi là mẹ của chư Phật. Mình nghe kỳ quá. Tại sao Bồ Tát mà là mẹ của Phật? Hay là trong cái phẩm Địa Tạng mà cái mở đầu á, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nhớ cái đoạn đó không? Người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Ủa, có một ông Bồ Tát Địa Tạng à, mà mười phương chư Phật đều tin tưởng rồi, các vị Bồ Tát phải quy y với ông này. Vậy sao kỳ vậy? Vậy thì tại sao Phật với Bồ Tát mà phải trở về với Bồ Tát Địa Tạng? Vì trong lúc này Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà tâm mà biết hướng về thiên đường đó, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Vậy thì bây giờ tâm mình đi đâu? Tâm mình hướng thượng rồi. Tâm mình lên thiên đường hướng thượng rồi, tâm mình không có hướng hạ nữa. Tâm biết hướng thượng có phải là việc vui của Bồ Tát không? Việc vui của Phật không? Mà nói cách khác là không Phật nào, không Bồ Tát nào tu mà rời tâm mà tu được. Ai tu cũng phải chuyển hóa cái tâm.
Nhưng mà nếu mình không hiểu tâm mình là gì sao chuyển. Đó, cho nên các vị Pháp Hòa hay nói hoài, các vị cứ tuyên bố tôi tu tâm, tôi không cần đi chùa, tôi không cần tụng kinh, tôi tu nhà tôi tu tâm. Biết cái tâm mình nó ra sao tu. Mình không biết cái gì về tâm mình hết là gì tu. Bây giờ mình có biết tâm mình đang hướng thượng hướng hạ không? Không biết. Mình đang biết tâm mình đang sân, đang si, đang bị gì không? Cho nên anh em mới nói là tâm ở trên này là tâm tham, tâm sân, tâm ngu si, tâm kiêu, tâm mạn, đủ các dạng hết. Con vì các chúng sanh khổ hạnh trăm nghìn kiếp dùng sức đại trí tuệ. Mình phải có trí, có tuệ. Nếu mà nói cho phân tích chữ đó ha, trí là mình học, mình quán xét. Tuệ là do mình tu tập, cái định nó sâu hơn. Cho nên chữ trí tiếng Anh dịch là wisdom, mà chữ tuệ tiếng Anh dịch là insight. Ví dụ như là mình quán sát, tôi biết tất cả các pháp do duyên sinh, đó là trí đó. Nhưng mà rồi mình phải sống với, mình phải làm sao mình nhập được cái pháp duyên sinh trong cuộc sống. Hay mình học mình nói, ôi tất cả tùy duyên mà tâm bất biến. Thì cái tùy duyên á là trí, mà tâm mình bất biến là tuệ. Vì sao? Vì mình có tu tập, càng tu mình càng thấu hiểu, càng có kinh nghiệm, từ đó cái chiều, cái trí mình nó sâu sắc hơn. Trí mình nó sâu sắc hơn. Cho nên nói chung lại, chữ trí tuệ nhà Phật chỉ dùng một chữ thôi, Bát Nhã. Một chữ thôi, không dịch. Vì Bát Nhã là trí tuệ. Cho nên chữ Bát Nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ này là trí tuệ giúp mình vượt khổ, lìa mê, cho nên gọi là Bát Nhã Prajna. Chứ không phải là trí thức, không phải là do học mà có. Trí thức chỉ là knowledge, do học mà hiểu gọi là knowledge. Nhận thức mà hiểu biết vậy. Nhưng mà cái mà chúng ta có tư duy, có quán chiếu. Cho nên Bồ Tát quán tự tại phải hành thâm Bát Nhã, phải dùng trí tuệ đi sâu sát quán chiếu. Quán chiếu để thấy rằng ngũ uẩn là không, sắc tức là không, thọ tức là không, tưởng tức là không, hành tức là không, thức tức là không. Cho nên nói chung một câu là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều y cái công thức đó, y chang như vậy. Hành thâm Bát Nhã, dùng trí tuệ sâu sắc để quán chiếu. Và khổ hạnh trăm nghìn kiếp dùng sức đại trí tuệ giúp họ vượt biển mê. Thường thường trong kinh Phật hay dùng cái từ, hay thế gian người ta dùng cái biển nó mênh mông vậy đó, người ta hay tượng trưng cho cái gì? Cái chỗ lặng ngục của con người. Biển mê mà, biển trần mà. Thế gian người ta hay nói vậy, biển trần, biển mê. Tại vì sao? Ai mà rớt xuống biển thì cái cơ hội sống nhiều hết ít lắm. Lọt xuống cái là nội cái nước lạnh không cũng đủ chết, chứ chưa nói bị cá, bị con này con kia nó ăn. Cho nên rớt xuống biển cái là khó lắm. Cho nên kinh điển hay dùng, hay là thế gian nói chung, thế gian nói chung, chúng ta dùng chữ biển để chỉ cho một cảnh đời. Thí dụ như là mình đọc có câu là khổ hải vạn trùng ba, dịch là biển khổ. Khổ hải là biển khổ, vạn trùng ba, trời ơi sống. Chữ ba này là sống, sống nó nhồi dữ lắm. Ai mà rớt vô cái biển này là bị nhồi, hai ba dạo thôi là ụp xuống biển là chết. Biển khổ mênh mông, sống ngập trời. Sống nó đánh lên một cái. Hay là nói biển trần lai láng, sống nghiệp lao sao. Có phải không? Mình rớt vô cái biển đời này rồi, quý vị thấy có sống nghiệp không? Sống nghiệp của mình. Con vì các chúng sanh giảng nói kinh sâu màu,
Bây giờ nãy mình vì các chúng sanh mà tu khổ hạnh, vì các chúng sanh mà dùng đại trí tuệ giúp họ vượt biển, bây giờ vì các chúng sanh giảng nói kinh sâu màu. Kinh nào nó cũng sâu xa màu nhiệm lắm, đôi khi người ta đâu có hiểu hết. Chứ cái gì mình hiểu mình phải nói cho người ta hiểu. Bây giờ trực thực tế chút nữa là nói kinh gì? Kinh sâu màu, tối thắng kim quang minh. Chữ quang là ánh sáng, chữ minh là nó tỏa ra ánh sáng của cái chữ quang, phải không? Chữ minh là sáng, quang minh. Mà ánh sáng này là ánh sáng của màu và của kim, của vàng. Có sức trừ nghiệp ác. Vậy thì ánh sáng kim quang minh này là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho trí tuệ. Người mà có được cái ánh sáng trí tuệ mà của vàng là gì? Không có biến chất nữa. Vàng là một loại không biến chất. Ở dưới bùn nó cũng vậy, ở trong lửa nó cũng thế. Cho nên ta có tiền ta mua vàng là bảo đảm. Hồi xưa là ta sợ đổi tiền, chứ có tiền đi mua vàng là bảo đảm, không có bị gì, không có sợ nó bị đổi gì hết. Không có tiền bán vàng sống. Ví dụ vậy đó. Cho nên vàng là một biểu tượng của cái gì đó mà người ta nó không còn thay đổi được nữa. Nó từ những cái bụi cát rồi đó, ta lọc lại, lọc rồi ta nấu nung nó thành ra vàng. Mà khi nó là vàng rồi thì nó không thể là cái khác nữa. Cho nên đám cưới chiếc nhẫn cũng phải làm bằng vàng, để tượng trưng cho cái bản chất của tình yêu không thay đổi. Chúng ta cũng vậy. Cho nên cái ánh sáng này, chữ quang minh là biểu tượng của trí tuệ. Mà trí tuệ là trí tuệ của cái thực chất quý báu. Vậy thì ánh sáng trí tuệ này làm gì? Có sức trừ nghiệp ác. Thưa đại chúng, ở đây là nói chữ nghiệp ác phải không? Chữ nghiệp là danh từ chung. Nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp xấu hay nghiệp thiện? Ở đây là nghiệp xấu, chứ gọi là ác, nghiệp ác. Nghiệp ác. Mà ngược lại, cái chữ ở trên là quang minh, mà ở dưới này nghiệp ác, thì hai cái nó đối lập, thấy không? Ở trên là ánh sáng của trí tuệ, là dưới này là nghiệp ác, là do tối tâm. Do mình tối tâm, mình không biết cái gì nên làm, cái gì nên không, cho mới tạo nghiệp ác. Cho nên cái bài mình tụng á, từ xưa con lỡ tạo nghiệp ác, đều do cái gì nè? Do vô thủy, tham sân si. Đó. Như vậy nó có cái nguyên do để tạo ác, tạo nghiệp hết, chứ đâu phải bình thường. Người mà có trí tuệ thì nói, mình không có tạo nghiệp xấu, nhưng mà do tối tâm cho nên tạo nghiệp xấu. Nếu người trăm nghìn kiếp tạo các tội cực nặng, tạm thời thật sám hối, các ác liền tiêu trừ. Chữ tạm thời đem có nghĩa là giả dối ha. Cái chữ tạm thời trong trường hợp này là nghĩa là gì? Trong một cái giây phút, dù một cái thời gian đó, họ dừng lại thôi, họ dừng lại thôi, họ cũng đều dứt được cái nghiệp đó. Ví dụ như giờ mình lỡ mình làm cái xấu mà ngay được 50% rồi, thì ngay nửa chừng mình dừng lại, thì ngay cái đó là đó, tạm thời. Mặc dù mình chưa biết là cái ác này nó còn diễn tiến với mình nữa không, nhưng mà ngay lúc mình dừng lại là đó. Cũng giống như mình hết bữa, hiện giờ mình có tạm thời không có giận không? Thí dụ trạng thái của mình giờ là trạng thái không có, tạm thời không có giận nè. Chứ chắc gì mình không giận vĩnh viễn đâu. Đó. Một chút xíu nữa lỡ mình xuống, mình phát hiện mình mất cái gì, hay là mình bị lạc cái gì, là ai lấy nhầm của mình là sao? Ủa cái đĩa đi đâu mất rồi? Như vậy rõ ràng cái gì chúng cái tạm thôi. Vì mình chưa biết được mình có chuyển hóa cái nghiệp của mình nó sạch hết chưa. Cho nên tạm thời thật sám hối. Trong cái giây phút mình dừng lại, mình chí tâm, mình thành thật, mình sám hối thôi, thì các ác liền tiêu trừ. Y kinh kim quang minh, thực hành pháp sám hối. Hết cái chương này á, mình sẽ qua một cái chương kế. Và cái chương kế tên là giải trừ nghiệp chướng. Và những vị nào muốn sám hối riêng cho cái pháp sám hối này á, mình có một cái nghi thức sám hối kim quang minh. Thì trong cái nghi thức này á, mình đảnh lễ hết tất cả Phật Bồ Tát ở trong pháp hội của kinh kim quang minh này,
Rồi đảnh lễ xong hết rồi á, mình sẽ đọc một chương trong cái phẩm của kinh này, là cái phẩm kế tiếp là phải sám hối nghiệp trước. Pháp Hòa có hai cái nghi đó hết á, soạn đầy đủ để ai thích nghi thức nào Pháp Hòa email cho, in ra hành trì. Cũng giống như Lương Hoàng Sám á, Pháp Hòa soạn sẵn cái quyển 5 quyển 6 vậy đó. Cho nên trong máy Pháp Computer Hòa có hai nghi thức sám hối, mà hãy ai lên tâm sự mình nghe tùy nghiệp của họ, mình nói rồi về sám hối này đi, ráng hành trì theo cái này. Lại mấy chục lại trong kinh Kim Quang Minh thôi. Nghi thức sám hối đầy đủ các Phật Bồ Tát trong pháp hội của kinh Kim Quang Minh này, và đọc cái phẩm chương nghiệp giải trừ nghiệp chướng. Vậy thì ở trong này nè, y kinh Kim Quang Minh thực hành pháp sám hối, quý vị đừng lo, có sẵn. Thì tất cả nghiệp khổ sẽ chống được tiêu trừ. Trăm nghìn loại thiền định tổng trì chẳng nghĩ bàn. Đó. Bây giờ mình có trăm nghìn loại thiền định. Thiền là gì? Thiền là ngồi lắng, tâm lắng. Hễ lắng là có định. Cho nên thay dùng cái từ thiền định. Định là một cái sự concentrate, chú tâm mà không bị lay động, do mình có thiền. Cho nên người mà sống ví dụ việc làm việc gì á, làm trong chánh niệm á, thì họ có cái định của việc đó. Thường thường á, mình hay quên này quên kia là gì? Tại mình thiếu định. Đi chợ nấu món đó mà quên lên quên xuống, về tới nhà mới nhớ, đó là do mình thiếu định đó. Rồi thành thử cái bây giờ muốn tập có định thì phải sao? Trước khi đi chợ mình định nấu món gì, mình chuẩn bị hết, còn sợ quên lấy giấy viết ghi ra. Phổ Hòa nhớ thầy viện chủ, thầy có cái list. Mỗi lần mà thầy đi giảng đi đâu, thầy cầm cái list đó ra thầy lấy đồ. Ví dụ như là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lau mặt gì gì đó. Nhiều khi mình soạn quần áo đã đời quên cái khăn tắm. Có không? Có. Nhiều khi dọn nó tới hồi mở tới chỗ mở ra trời chết rồi, tôi quên kem đánh răng, tôi quên bàn chải. Nhiều khi những cái mình nghĩ là không bao giờ mình quên. Rồi gì nữa? Đi du lịch xa mà quên hộ chiếu, chuyện đó chuyện bình thường. Thậm chí có những người không coi hết hạn ra tới phi trường. Sao dở ra nó không cho đi, tại vì cái hộ chiếu hết hạn. Rồi có gì nữa biết không? Thậm chí có những người bây giờ là 2023 rồi mà đi ra khỏi nước mà dùng cái ID nhỏ xíu nó đâu có chịu. Bây giờ ra khỏi nước phải bằng cái hộ chiếu chính thức. Trước năm 2001, tức là trước 911, mấy chuyện đó nó dễ lắm. Hồi Pháp Hòa trước 911 đi ra Mỹ chỉ cần cầm cái gì, cái thẻ quốc tịch là được rồi, không cần đến cái passport nữa. Vậy mà sau khi 911 rồi là tất cả phải có passport hết. Mà chẳng những như vậy mà phải nhớ là còn 6 tháng nữa hết hạn là phải lo mà đi làm. Vậy đó, thì mình nhớ là khi mình bây giờ mình biết mình hay bị phân tâm thì mình phải tập. Nói vậy thôi. Chứ mọi người nó cũng quên hà rầm. Mình nói vậy, mình nhắc nhau vậy đó. Có nhiều khi mà nó nhớ nhắc thầy, nó nói vậy thầy nhớ nhắc con kìa. Tại con tổ nữa. Cho nên trăm ngàn loại thiền định. Nhưng mà thiền định nào đi nữa, nó cũng chẳng qua tổng trì chẳng nghĩ bàn. Chữ tổng trì là gì? Chữ tổng trì này là dịch từ cái chữ Đà Ra Ni. Thí dụ mình đọc thiên hữu thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà Ra Ni, thì cái chữ Đà Ra Ni này dịch là tổng trì. Bây giờ mới giải thích nè. Tổng trì có mấy loại? Tổng trì có 4 loại. Thí dụ như là pháp tổng trì, nghĩa tổng trì. Rồi bây giờ mình tất cả mọi việc trong chùa mình ứng dụng mình làm, nhưng mình phải hiểu biết, mình phải hiểu nghĩa. Pháp Hòa ví dụ ngày hôm qua chú Trung Tiến, chú tưởng đâu là tụng kinh, cho nên chú mới set up chánh điện tụng giống như hồi tối, mỗi tối vậy.
Cái Pháp Hòa mới nói: "Baby, con không nhớ bữa nay ngày gì hả? Hôm nay thứ sáu." Cái chú nói: "Ô da, thứ sáu thì có..." Cái con Pháp Hòa mới hỏi gì? "Ô da là thứ sáu mình làm gì?" "Meditation, set up cái chánh điện lại theo cái cách thức của thứ sáu." Như vậy thì chú hiểu cái pháp ngày thứ sáu, chú hiểu cái nghĩa của nó là làm gì, thì chú thực hiện cái pháp của nó. Nếu mỗi tối mà tụng kinh thì xếp hàng đối diện theo cái nghi thức tụng kinh, mà hễ lớp thiền thì chú set up theo lớp thiền. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Rồi giờ này hồi chiều này mấy chú ăn xong, mấy chú lên set up chánh điện, rồi bây giờ quý vị thấy mấy chú set up của cuối tuần ngày chủ nhật. Chú hiểu cái ngày đó là ngày chủ nhật set up làm sao, thứ sáu mình set up làm sao, thứ bảy mình set up làm sao, ví dụ vậy đó. Thành thử ra biết cái đó, làm cái đó, cái đó gọi là tổng trị đó. Giống như cái ông đó mà ông biết hết chuyện trong chùa, kêu tổng quản vậy đó. Đó. Thì cái người mà ta làm ở trong một cái nhà giàu, ta coi hết việc lớn, việc nhỏ gì trong ngoài ta biết hết, ta chia việc cho làm, đó là tổng quản. Thì mình cũng vậy. Mình tổng trì là mình biết tất cả các pháp và mình trì tất cả các cái nghĩa của nó. Hay là nói cách khác là trì tất cả các pháp mà mình biết tất cả các nghĩa. Thí dụ như nói thôi đi lên tụng kinh công phu chiều, hay là nó đi lên cúng linh, tự động cầm linh, cầm tang, cầm mỏ, bước vô cái bàn linh chuẩn bị cúng linh thì hồi ba hồi chung mỏ. Cho nên mấy chú mình các cái pháp gì mình biết và mình ứng dụng nó thì cái đó gọi là tổng trì. Như vậy thì trăm nghìn loại thiền định, tổng trì chẳng nghĩ bàn, nghĩa là mình đã có cái định rồi đó, thì pháp nào tới đâu mình ứng tới đó, tới đâu mình ứng tới đó. Cũng giống như ha, mình ở cái xứ của mình đó, mà thấy chừng tháng 10, giữa tháng 10 cái là lo đi đổi bánh xe, đổi bánh xe mùa đông. Vì sao? Vì mình biết, nhìn giữa tháng 10 là biết rồi, mùa đông sắp tới. Tuyết có thể rơi giữa tháng 10, cũng có thể rơi cuối tháng 10. Mà khi nó rơi rồi á, thường mình không cẩn thận là có thể gây tai nạn. Nhất là những cái bánh xe mà nó không có được, nó chỉ sử dụng được mùa hè. Và đồng thời khi mình lái quen mùa hè rồi á, thường là đầu mùa đông mà mình hay lái ẩu chút là dễ gây tai nạn. Đó. Như vậy thì mình biết, mình nhìn cái pháp đó, mình biết chuyện gì sắp sửa xảy ra mình làm. Mình nhìn ai ở xứ mùa đông mà kinh nghiệm rồi á, thì ta nhìn thời tiết ta biết. Nhìn ra ngoài đường ta biết bữa nay trời lạnh hay không lạnh, vân vân. Thậm chí có nhiều người ở đây rồi, cái mùa hè trời ấm chút là bắt đầu có thể xới đất gieo hạt, vì tháng 5, tháng 6 là có thể mình chuẩn bị rồi, để tháng 7, tháng 8 mình có quả, vân vân. Do mình có được cái sức thiền cho nên mình có thể tổng trì hết, chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn là sao? Cái chuyện nó rất là bất khả tư nghi. Bất khả tư nghi gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Sao hay vậy ta? Gì hay đâu, tại tôi sống lâu tôi biết thôi. Cũng giống như người mới tới chùa bỡ ngỡ biết làm gì, mình đi chùa lâu biết rồi. 7 giờ 15 lo mặc áo lên chuẩn bị, ngày nào tối nào cũng giống nhau hết. Ngày thường thì 7 rưỡi tụng kinh, mà cuối tuần thì 7 rưỡi ngồi thiền. Cho nên 7 giờ 15 là lo lên, thấy mặc áo cái nhìn đồng hồ biết rồi, khỏi như lúc khỏi cần ai nói ai. Nhìn cái là biết. Đó, cho nên cái nhân là có thiền định, cho nên cái quả mình có gì? Tổng trì chẳng nghĩ bàn. Bây giờ tới câu nè: căn lực đạo giác chi. Chữ căn là gì? Chữ lực là gì? Đây là nói tới ngũ căn ngũ lực. Con người mình tu á, là mình phải có 5 cái nền tảng này. Thứ nhất là tín, tức là niềm tin á. Thứ hai là tinh tấn. Thứ ba là chánh niệm. Thứ tư là định. Thứ năm là tuệ. Gọi là ngũ căn nha. Người tu tập phải có đủ 5 cái gốc rễ căn bản
Năm cái căn này, chữ căn này là năm cái nền tảng, năm cái gốc phải cho vững là tín, tấn, niệm, định, tuệ, gọi là ngũ căn. Và từ cái ngũ căn này á, nó phát ra được ngũ lực, là năm cái power, năm cái nguồn năng lực. Cũng năm căn này nó giống như là cái nhà điện, nhà máy điện, và năm lực này là phát ra điện. Thí dụ mình có tính căn thì sẽ tỏa ra tính lực, không ai lung lay được cái niềm tin bất hoại của mình. Mình có tấn căn sẽ có tấn lực. Người mà có tấn căn là nhìn là biết tấn lực. Pháp Hòa ví dụ ha, thầy Nguyên Tạng chùa mình đó, là nhìn tới nhìn lui là thấy, cứ hễ chừng 7 giờ 15 là thấy thầy xuất hiện trên chánh điện rồi đó. Để làm gì? Thắp nhang, đi thỉnh đại hồng chúng, chuẩn bị. Tuổi trẻ thì sao? Nhiều khi mình ham vui hơn, mình lười hơn. Nhưng mà cái người mà ta có tấn căn là có tấn lực. Cho nên hôm nào á, bất cứ việc gì cũng sắp xếp giờ đó tới giờ đó tụng kinh. Cho các vị mà theo chùa online á, từ hôm Covid tới giờ đó, có nhiều vị gặp Pháp Hòa cảm ơn, nói trời ơi bữa nào mà chùa không có tụng kinh con nhớ dữ lắm. Mà nhờ chùa phát online livestream vậy bây giờ con tinh tấn lắm. Tại cứ tới giờ đó là con mặc áo tràng đi tụng kinh. Hồi trước không có thì sao? Hơi lười chút. Bây giờ từ ngày có chùa tụng kinh rồi, mình biết mình được dập vô đạo tràng, con tưởng tượng như con đang ở chùa, tới giờ đó có lo tụng. Vậy thì tính căn thì có tính lực, mà tấn căn thì có tấn lực, niệm căn thì có niệm lực. Quý vị thấy những vị thiền sư, các vị tu tập thiền định, cho nên dù các ngài có thọ bệnh đi nữa, ở nơi thân bệnh của các ngài, mình vẫn thấy được cái định lực của các ngài, cái niệm lực của các ngài, cái hơi thở. Cho nên những ông bác sĩ, ông ngạc nhiên lắm, tại sao vị thầy này là bị stroke? Ở bên Mỹ cách đây, Pháp Hòa nghĩ 20 năm trước hay sao hơn, có hòa thượng bị stroke, vô là bác sĩ lắc đầu rồi, tại vì máu nó lan ra hết, bị coma rồi. Mà quý vị biết có một cái đặc biệt không? Tay ngài cầm sâu chuỗi mà ngài vẫn lần chuỗi từng hạt suốt thời gian bệnh. Mặc dù là ngài không, nghĩa là bác sĩ nói ngài bị coma, ngài không biết gì nữa rồi, vậy mà cái sâu chuỗi ngài lần từng hạt vậy nè. Thật ra là khi mà ngài hết bệnh đó, ngài tỉnh trở lại đó, mấy ông bác sĩ quỳ tại cái giường bệnh đó, xin quy y hết. Cái định lực của các ngài, tính căn, tính căn, tính tỏ ra tính lực, mà niệm tấn căn có tấn lực, mà niệm căn có niệm lực, định thì có định lực, tuệ có tuệ lực. Người có trí tuệ thì người ta làm cái gì mình thấy tự nhiên nó logic, nó đi ra một cách rất nhẹ nhàng. Thành ra đây là năm căn năm lực, ngũ căn ngũ lực, nó nằm ở trong giáo lý của Phật pháp. Ngũ căn nó giống như nhà máy, nhà phát điện, mà ngũ lực nó giống như là cái nguồn lực điện nó tuôn ra. Mình á, mình mà có tính căn rồi thì ai nói gì nói, mình vẫn giữ được cái tính lực của mình. Còn mình mà có tấn căn rồi, bất cứ hoàn cảnh gì, đúng giờ là mình thi hành chứ không có nói gì hết. Cho nên các ngài tu tập á, thường thường các bậc tôn túc á, hay là một cái hình ảnh, là một cái mô phạm cho mình trong vấn đề tinh tấn tu tập á. Giống như sư ông Trí Tịnh á, Sông Hoàng Đức á, một ngày là sư ông tụng 5 bản kinh, sáng nào cũng đọc 5 kinh vậy đó. Phẩm Phổ Môn, Phẩm Di Đà, Phẩm Kim Cang, Phẩm Thập Hạnh Phổ Hiền, rồi niệm Phật, ngày nào cũng giống nhau. Ngày hồi nhỏ là ngày đọc vậy rồi, cho nên lớn tuổi già vẫn tụng y như vậy.
Còn mình giờ thay đổi nha, hôm nay Di Đà, mai Phổ Môn, chứ nhiều quá. Còn ngài một thời hành trì của ngài là đủ. Không phải nói như vậy mà là tu, mình không phải, không phải. Ở đây mình nói tới vấn đề gì? Cái tinh tấn của các ngài. Rồi Pháp Hòa biết có những vị hòa thượng á, ngày nào cũng lại 108 lại. Bất cứ đi đâu, hội họp gì, ngài cũng dành thời gian lại Phật 108 lại. Còn mình bây giờ nhiều lý do để mình excuse lắm. Để mình có nhiều lý do để mình được nghỉ ngơi lắm. Cái chỗ của mình là thua chỗ đó đó. Thấy không? Tính như vậy thì trong này mới nói là tổng trì chẳng nghĩ bàn căn lực. Vậy thì căn là gì? Ngũ căn. Lực là gì? Ngũ lực. Bây giờ ta nói tới đạo. Đạo này là gì? Đây là bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có gì nè? Thứ nhất là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, phải không? Chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là bát chánh đạo. Nhưng mà bát chánh đạo này là tám nhánh của một cái thân cây. Nhớ là tám bát chánh đạo không phải là tám con đường, nó có chẻ ra tám con đường nhé. Một cái con đường này mà nó có tám cái hướng. Hay nói cách khác là một cái cây mà nó có đủ tám cái nhánh. Ngược, bây giờ cùng một con người là có đủ bát chánh đạo, chứ không phải con, thí dụ mình chỉ có một chánh kiến không à, rồi mấy cái kia nó đi đâu? Một con người mà trọn vẹn tu tập là có đủ tám cái chánh: chánh kiến, chánh tư duy, phải có cái thấy đúng, cái nghĩ đúng, nó mới ra được người tu chứ. Rồi người tu rồi chánh kiến, chánh tư duy rồi không có chánh ngữ, nó tầm bậy tầm ba hả? Không được, cho người tu phải có chánh ngữ nữa. Rồi những cái việc hàng ngày của mình tạo tác nữa, gọi là chánh nghiệp nữa. Rồi cái đời sống của mình là mình phải tìm cách nuôi sống mình một cách chánh mạng chứ không có tà mạng nữa. Chứ thầy Phật dạy các thầy tỳ kheo là có bốn thứ mà không nên đi tìm để nuôi mạng sống mình vậy đó. Rồi tới chữ gì? Chữ giác chi. Giác chi là gì? Cái này là thất giác chi. Nội đây là pháp số hết. Năm căn là một pháp số nè, năm lực là một pháp số nè, bát chánh đạo là một pháp số nè, và thất giác chi. Thất giác chi là gì? Là bảy cái chi phần để thành tựu giác ngộ. The seven factors of awakening. Trong đó có gì? Trạch pháp. Trạch là gì? Là lựa chọn. Chọn một cái cách nào rồi là phải tinh tấn với cách đó. Cho nên vừa có trạch pháp xong thì có tinh tấn. Vừa có tinh tấn, trong khi mình tinh tấn, mình tu tập cái pháp mình tu là phải vui vẻ, cho nên là hỷ, hỷ giác chi. Và trong khi mình hỷ như vậy đó, mình tu hành, mình tinh tấn, mình có niềm vui, thì tự nhiên thân tâm mình sao? Nó nhẹ nhàng, gọi là khinh an. Mà có khinh an rồi thì sao? Có khinh an thì có niệm, có chánh niệm. Mà có chánh niệm là có định. Mà tất cả những cái này nó có được, cho nên tâm mình sao không có chấp, cho nên gọi là xả, gọi là thất bồ đề phần. Cho nên các vị mà giải thích đó, Đức Phật đi bảy đứa bước khi mà ngài giáng sinh đó, đó có khi người ta cũng giải thích vậy đó. Bảy bước này chính là bảy bước để giác ngộ, đi tới giác ngộ. Thì trong đó có trạch pháp. Trạch pháp tức là mình lựa chọn một cái cách tu tập. Rồi vậy thì quý vị thấy nổi câu này không là pháp số nè. Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Cái này giống kinh Di Đà quá ha. Chim ở cõi cực lạc mà nói pháp làm cho người nghe cũng sao? Nghe hiểu được giáo lý. Tu tập không mỏi mệt. Còn mình bây giờ vừa mỏi vừa mệt. Tu mà vừa mỏi vừa mệt nữa. Rồi các vị thì tu tập không mỏi mệt sẽ chứng lên thập địa. Đến nơi nhiều báu vật, tròn đầy công đức Phật, vượt qua dòng sinh tử, đến với biển chư Phật. Trọn công đức, trọn đầy công đức Phật, vượt qua dòng sinh tử, đối với biển chư Phật. Tạng công đức sâu xa. Chữ tạng đây là chứa đó. Mấy thầy hay hỏi: ủa sao thầy đặt mấy thầy ở nhà chữ tạng không vậy? Chữ tạng là chứa đó.
Cho nên đây là dựa theo tinh thần của kinh Hoa Nghiêm đó. Kinh Hoa Nghiêm mà nói về thập tạng, chữ tạng là chứa, ví dụ như đức tạng nghĩa là người chứa cái đức, có một cái kho báu, kho tàng của đức, kho tàng của tịnh, ví dụ vậy đó. Thì tạng công đức sâu xa, diệu trí chẳng nghĩ bàn. Diệu trí là gì? Diệu trí này là cái trí vi diệu mà nó quán sát tất cả. Cho nên mình mới có một cái trí gọi là diệu quan sát trí. Mà diệu quan sát trí này là từ cái gì mà nó chuyển qua? Từ cái ý thức. Tại vì cái ý của mình á là nó nhìn rồi nó phân biệt. Bây giờ thay vì mình phân biệt vậy thì mình dùng gì? Tu tập mình nhìn thấy các pháp sâu sắc. Cho nên tu là chuyển, chuyển từ cái phân biệt thành ra cái trí tuệ. Nhà Phật hay dùng cái từ là chuyển thức thành trí. Chuyển những cái thức là cái phân biệt thành ra cái trí tuệ sâu sắc. Diệu trí chẳng nghĩ bàn, con đều đã đầy đủ. Xin chư Phật mười phương soi xét giúp đỡ con. Chữ giúp đỡ có khi dịch là hộ niệm, có những bản dịch khác dịch là hộ niệm. Rủ lòng đại từ bi. Chữ rủ là nhìn xuống. Rủ lòng tức là lấy tình thương nhỏ xuống. Thương nhận con sám hối. Thường thường mình làm gì cho ai, mình nhận cái gì của ai là bằng tất cả tình thương của mình. Cho nên người nào mà thành tâm sám hối, xin lỗi mình hãy thương họ và nhận cái lời xin lỗi của họ để cho họ được nhẹ nhàng. Do từ trong nhiều kiếp con tạo nhiều nghiệp ác, vì thế sinh khổ não, xin Phật thương giúp trừ. Do con tạo nghiệp ác, trong lòng luôn lo sợ, mọi cử chỉ hành động chẳng bao giờ an vui. Phải không? Thường thường khi mình lỡ làm cái gì đó, mình cái tư cái mình không thoải mái, cái uy nghi của mình nó sao sao đó, đại khái vậy đó. Do con tạo nghiệp ác, trong lòng luôn lo sợ, mọi cử chỉ hành động, mọi cử chỉ hành động là bốn cái uy nghi đi đứng nằm ngồi của mình chẳng bao giờ an vui. Chư Phật đại từ bi giúp chúng sinh hết sợ, xin nhận con sám hối khiến lìa được lo sợ. Con có phiền não chướng và cả những nghiệp chướng, xin dùng nước đại bi rửa thân tâm con sạch. Hôm rồi mình có học chướng á, cái đầu tiên là phiền não chướng nè, một chướng rồi phải không? Giờ gì vậy đó? Và cả những nghiệp chướng. Phiền não chướng, nghiệp chướng là hai cái chướng của mình đó. Rồi cộng, nếu mà cộng thêm cái thứ ba là báo chướng, đã thành là tam chướng. Nhưng mà con người mình là tam chướng là nói gọn đó, chứ còn mình nếu nói chướng là thôi nhiều lắm. Chữ chướng là gì? Là trở ngại cho mình. Thí dụ mình bệnh hoài thì gọi là gì chướng? Bệnh chướng. Tại vì bệnh hoài không làm gì được hết. Muốn nấu ăn cho người ta cũng làm được, muốn giúp gì cũng được hết. Cho nên bệnh là một chướng ngại. Nghe không? Gọi là bệnh chướng. Rồi hay hờn hay giận cho nên gọi là phiền não chướng. Rồi bây giờ đó, phiền não này nó thành ra cái nghiệp của mình rồi, thành thử ra chuyện gì cũng giận được hết. Thậm chí đứa con nít mình cũng giận. Mình giận người lớn xong giận luôn đứa con nít, mà nít nó có biết gì đâu. Nhiều khi nó lỡ nó nói một câu gì mình cũng giận nó luôn. Hỏi sao giận nó vậy? Bữa hôm nó nói vậy. Bác có nhiêu, anh chị có biết nó nhiêu tuổi không? Nó mới 5 tuổi chứ nhiêu. Trời, 5 tuổi, mình 50 tuổi, mình 70 tuổi đi giận đứa nít 5 tuổi chi cho nó khổ mình. Thí dụ vậy đó, cho nó thành cái nghiệp. Cho nên nghiệp chướng, bệnh chướng, báo chướng. Báo chướng là quả báo á. Bây giờ nó thành hình rồi, nó chướng ngại mình dữ lắm. Con có phiền não chướng và cả những nghiệp chướng. Bây giờ lấy cái gì? Lấy cái gì để trừ? Xin dùng nước đại bi đó. Cho nên mình mới có một cái quyển sám pháp tên là gì? Từ bi tam muội thủy sám pháp. Chỉ có lấy nước từ bi mới rửa sạch được tất cả mọi oán hờn trách móc. Cũng giống như mình lấy cái nước mà rửa tất cả mọi tạp dơ trên thế gian này.
Thì trong tâm của chúng ta và trong tâm của chúng sanh, cũng như mọi cái oán thù với nhau, chỉ có lấy nước từ bi mới rửa được thôi. Và nước từ bi đó gọi là gì? Từ bi tam muội thủy sát. Chữ tam muội là gì? Chữ tam muội là cái nước này bây giờ nó không phải là nước bình thường, mà nước này là nước của chánh định. Chữ tam muội là cái nghĩa của nó là chánh định, là cái chỗ đạt được cái sự mà định tĩnh rốt ráo, chứ không có số 3, số 4 gì trong này hết á. Chữ tam muội là phiên âm từ tiếng Phạn là samadhi. Từ bi, cái chánh định của từ bi trở thành ra cái nước rửa sạch mọi oan khiên. Dùng nước đại bi rửa sạch thân tâm con đó. Mình đã bình thường, giờ mình đã lấy nước mình dội, mình tắm nó mới rửa được cái thân à. Nhưng mà nếu mà không có nước từ bi là không rửa được tâm. Cho nên hàng ngày giỏi lắm là mình rửa được cái thân thôi. Nhưng mà rửa được mấy tiếng? Vài tiếng thôi. Vài tiếng sau là bắt đầu nó bốc mùi trở lại. Phải không? Thành thử ra cái nước nó chỉ rửa được bên ngoài thôi, mà chỉ có nước từ bi mới rửa sạch được cái bên tâm. Dùng nước đại bi rửa sạch, rửa thân tâm con sạch. Quá khứ và hiện tại con tạo bao nghiệp ác, nay trước Phật tỏ bày. Chữ tỏ bày á, trong tiếng Hán gọi là phát lộ, giống như là mình phát lộ ra. Vì vậy mà có một cái phương pháp khi chúng ta lại Phật á, khi chúng ta lại Phật á, chúng ta mở tay ra, có nghĩa là trước Phật thì không có gì giấu giếm nữa hết, con trải lòng con ra cho nên mình phơi trải tâm can của mình ra đó. Nay trước Phật tỏ bài, cầu mong được trừ sạch, con cũng nguyện giữ gìn vị lai không khởi ác, dẫu nay lỡ gây tạo, trọn không dám che giấu. Bây giờ mình sám hối xong rồi, lòng nhẹ nhõm rồi đó. Từ nay về sau không làm nữa, trọn chẳng dám che giấu. Thân nghiệp 3, miệng 4. Bây giờ nghiệp của mình á, nếu mà nghiệp thân thì có mấy? Nghiệp của thân có mấy? Trong kinh nói nè, thân nghiệp 3, miệng thì có mấy nghiệp? 4. Cho nên là thân nghiệp 3, miệng 4. Thân nghiệp 3 là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Đó là 3 nghiệp của thân đó. Bây giờ 4 nghiệp của miệng nè: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ỷ ngữ hay là nói lời vô ích. Miệng mình có 4 cách nói. Rồi thân nghiệp 3, miệng 4. Nơi ý cũng có 3. Ý của mình có 3 là gì? Là tham, sân, si. Như vậy thì thân 3, miệng 4, ý 3 cộng lại là 10 gì? 10 nghiệp. Nhưng mà hễ xấu thì gọi là 10 nghiệp ác, chuyển nó thành ra 10 cái tốt thì gọi là 10 nghiệp thiện. Đó là lý do mình thỉnh 10 tiếng mõ đó. Cốc, cốc, cốc 3 tiếng đầu, sau đó là cốc, bon, cốc, bon, cốc, bon. Rồi 4 tiếng sau, cốc, 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 cốc. Cộng lại hết, cộng hết là 10 tiếng mõ. Thì 10 tiếng mõ đó là tượng trưng cho 10 cái nghiệp này nè. Tu tập là chuyển từ 10 cái nghiệp xấu thành ra 10 cái nghiệp thiện. Thân nghiệp 3, miệng 4, nơi ý cũng có 3. Trói buộc các hữu tình, xưa nay chưa đoạn dứt. Do thân miệng và ý tạo ra 10 nghiệp ác, nay con xin sám hối những tội lỗi như thế. Cho nên mình thọ thập thiện. Thọ thập thiện nghĩa là mình tu tập, mình thọ năm giới thời gian rồi. Bây giờ mình, Phật dạy mình á, đạo đức của người Phật tử có 3 thứ. Thứ nhất, đừng làm các việc ác. Thứ hai là gì? Nên làm các việc lành. Thứ ba là gì? Giữ cái gì? Nguyện độ chúng sanh, độ tất cả chúng sanh. Cho nên bữa ăn nào mình cũng đọc 3 câu đó đó: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Và đó là nền tảng tu tập của người Phật tử. Vì vậy cho nên thọ giới cũng chia ra 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thọ năm giới. Thì thọ năm giới đó là mình thực hiện được câu đầu tiên, đó là nguyện không làm điều ác. Hiểu ý không? Rồi tính giai đoạn thứ hai,
là nguyện làm các việc lành, cho nên thọ thập thiện. Thọ thập thiện là mình đi cái bước thứ hai của lời Phật dạy, đó là nguyện làm các việc lành. Rồi mai mốt mình đi tới cái bước thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh, nghĩa là mình thọ Bồ Tát giới. Tại vì Bồ Tát giới là mình sống vì mọi người, vì lòng từ bi. Cho nên rõ ràng mình ăn cơm ba ngày ba bữa, ba mỗi bữa ăn mình đọc ba câu đó đó. Vậy thì ba câu đó chính là ba cái nền tảng giới luật mà chúng ta thọ: ngũ giới, thập thiện và Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nhớ là mình thọ Bồ Tát giới là mình thọ cái giới sống vì mọi người, giúp đỡ cho mọi người. Cho nên người Bồ Tát giới nào mà thọ giới xong rồi để lấn lướt tam quy ngũ giới thập thiện đó, là mình làm sai cái tinh thần của Bồ Tát. Thường thường ở trong đạo thì mình sắp xếp, ví dụ như trong lễ Bồ Tát tụng giới, Bồ Tát ngồi trên, tới thập thiện, tới ngũ giới. Nhưng mà sắp xếp vậy đến chi? Để mà có thứ lớp. Nhưng mà bây giờ lỡ vô trong đạo tràng rồi, mọi người, cái cô ngũ giới cũng biết, cô chồi lên chỗ mình ngồi rồi, Bồ Tát bước tới thấy có một chúng sanh ngồi nhầm chỗ của mình, Bồ Tát lặng lẽ, không sao, cầu mong cô sớm ngày lên tới phương trên này, chị đứng dậy, chị ngũ giới dưới kia, chỗ này của tôi, cái này không phải Bồ Tát nha. Bồ Tát là không có đi đuổi chúng sanh kiểu đó nha. Bồ Tát là phải thấy ai lỡ ngồi chỗ của mình là nhẹ nhàng kiếm chỗ khác ngồi. Và thậm chí cái chỗ đó mình ngồi mà giờ có một chúng sanh khác, người ta bước vào chân người ta đau, ta không có thể ngồi dưới đất được, đứng dậy nhường cái chỗ đó cho ta ngồi. Trên nguyên tắc là chỗ mình ngồi, nhưng hôm nay đặc biệt có một người bệnh, người ta không có chỗ ngồi, mình nhường chỗ đó ta ngồi. Không có gì tội lỗi hết đó, mà không có gì sai trong đó. Mà nếu như mà ai biết được á, mình Bồ Tát mà tu được như vậy đó, ta mới quý mình đó. Tại Bồ Tát là phải có lòng từ bi nha, phải có tâm Bồ Đề nha. Đấy là những cái quality, những cái require yeah, những cái chuyện mà Bồ Tát, ai muốn thọ Bồ Tát là phải có những cái tâm niệm như vậy. Chứ anh mà thọ Bồ Tát giới rồi á, mà anh còn, anh chỉ mượn vô cái hình thức thọ giới của anh để rồi anh khó khăn chuyện này chuyện kia, là anh không đúng cái tinh thần của Bồ Tát. Bồ Tát giới mà chúng sanh ta còn không có ăn nữa, còn mình có ăn nữa không, này đồ này cũng dông tôi muốn ăn. Ăn vô ngu, ăn vô dông mất phước, không biết mình phước bao nhiêu mà sợ dông mất phước. Đó, mình không có đúng cái tinh thần như vậy. Phải phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát là không có giận ai hết đó. Chờ Bồ Tát gì mà ta lỡ ta làm một cái việc đâu hồi tháng 8, tháng 9 mà qua tháng 8 năm sau còn kêu lợi dũa. Không phải Bồ Tát. Bồ Tát là thấy một chúng sanh nào lỡ, thí dụ thôi, mình biết nó làm cái điều đó không đúng, mình nói cho nó nghe xong rồi còn sửa cái đó, chú sửa cái kia, anh sửa cái nọ, mai mốt đừng làm vậy nữa, tôi thương tôi nói để cho anh, cho cháu gì đó. Nếu mình Bồ Tát mình thương cái người đó, nếu mà trên tinh thần bình đẳng là tất cả mọi người già trẻ bé lớn gì cũng là những người em của mình đi, mình là một người chị, một người anh. Cho nên cái ngày mình thọ Bồ Tát giới, thấy không, trong cái nghi thức là thỉnh Thích Ca Như Lai làm hòa thượng truyền giới, thỉnh Di Lặc Bồ Tát làm yết ma, thỉnh các vị Bồ Tát làm yết ma làm giáo thọ, mười phương Bồ Tát là chúng hộ trì cho mình, còn các vị ngồi đây là đại diện truyền cho mình thôi, các vị thập sứ chứ đâu phải bình thường. Cho nên mình biết là khi mình đã nhận được cái Bồ Tát giới, dù là 10 giới trọng, 48 giới khinh, hay là 6 giới trọng, 28 giới khinh gì đi nữa, đều được mệnh danh là Bồ Tát giới. Mà chữ Bồ Tát là một chúng hữu tình đã giác ngộ và sẽ giác ngộ cho người khác, và luôn luôn dành cái phần khó về mình mà nhường những cái tốt trọng cho người khác. Chứ không phải là mình nghĩ là mình Bồ Tát rồi là cái gì số 1 cũng phải của mình hết đó.
Thậm chí cái chỗ đó của mình mà vì người khác mình phải nhường, mới đúng cái tinh thần Bồ Tát. Bất thối Bồ Tát vì bạn lữ mà. Các vị Bồ Tát không thối chuyển là bạn lành của mình. Còn mình tu làm sao, người ta nhìn Bồ Tát ta thối hết trơn, ta không dám thọ. Ta thấy Bồ Tát này ta ngán quá, thôi tôi cũng làm Bồ Tát, tôi làm phàm phu chúng sanh cái bộ dễ 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 chơi hơn. Chơi với Bồ Tát khó quá. Tại Bồ Tát khó tính quá. Thôi mình sẽ dừng ở đây, khi khác mình học tiếp. Cảm ơn đại chúng. Thì nhắc lại, cái phẩm này có tên là Mộng thấy cái trống vàng phát tâm sám hối. Nghĩa là cái tiếng trống này nó phát ra những cái lời hồi nãy đó. Những cái lời nãy toàn là những lời do tiếng trống nó phát ra hết. Nó nhắc nhở mình hết. Và vậy thì cái này gọi là trống là không phải trống thường, phải không? Không phải trống cơm, không phải trống chầu, không phải trống múa lân, mà đây là trống pháp, gọi là pháp cổ. Đó, cái linh đó, nãy lắc á, cái linh đó mà đem ra đưa cho ông bán cà rem là thành cái chuông cà rem. Nhưng mà cái linh này nằm trong chùa, tự nhiên nó phát ra tiếng pháp lệnh. Nghe tiếng chuông linh nó lắc lên, mọi người đều phải tập hợp. Phải không? Cũng là cái tiếng cốc cốc đó đó, mà nếu mà gõ đâu người ta cưỡng đâu ai bán mì gõ. Nhưng mà nếu cái tiếng đó mà được gõ trong chùa, phát ra được cái tiếng gì? Tiếng mõ trầm hùng, để cho người ta nương vào đó, người ta tụng kinh nghe pháp. Vậy thì cái gì mà nó phát ra tiếng, mà cái tiếng đó có khả năng nhắc nhở con người, tỉnh thức con người, nó là pháp âm hết, nó là pháp khí hết. Thì cái trống này phát ra không phải để cho con người chỉ nghe để mà thoải mái cái lỗ tai, mà nghe xong rồi làm cho người ta tỉnh thức giác ngộ. Và đặc biệt cái tiếng trống này, nguyên cái chương này, nguyên chương này toàn là phát ra những cái tiếng nhắc nhở mình, những cái lỗi lầm, những cái sai quấy để mình sám hối hết và mình phát tâm hết. Cái phẩm này được nói như vậy thì thường thường mình nghe tiếng trống thì chỉ phát ra cái âm thanh của cái tiếng trống. Nhưng mà đặc biệt tiếng trống này vang ra tiếng trống, nhưng mà trong tiếng trống đó lại có một lời pháp nhắc nhở cho mình tu tập chuyển hóa bằng phương pháp sám hối. Thì thường thường ở trong nhà Phật, từng rồi mình có nói đó, những cái gì mà nó phát ra tiếng, nó có công năng tỉnh thức người, chúng ta thường gọi là pháp, pháp khí. Khí là một vật dụng đó, khí cụ, mà trong Phật pháp thì cái đó gọi là pháp khí. Cũng giống như á, những con số ở ngoài đời, người ta kêu số 1, số 2, số 3, số 4, mà người ta kêu lô tô, người ta kêu số đề là cũng con số. Nhưng mà những con số đó kêu ra là số đề à. Còn những con số trong Phật giáo mà phát ra, mình nói ra, thì những con số đó chuyên chở được Phật pháp, cho nên chúng ta gọi là pháp số. Pháp số tức là những con số Phật pháp mà mỗi một con số đều có một cái giáo lý trong đó. Thí dụ mình hay kêu kêu mấy người mà ta kêu lô tô à, tài thiên đại thánh à, đánh giới hồng nhi, hồng hài, hồng hài nhi vậy đó à, rồi à, người đây con số 3, đây con số 4 gì đó, kêu lô tô vậy đó. Thì cái đó là những con số ngoài đời kêu ra, thì nó có những con số đề, những con số. Hoặc là có nhiều người người ta chim bao ra, cái người ta bàn số đề, chim bao là cho số đề, nói thôi tối tôi thấy con dê. Bắt đầu người ta là con cọp gì đó, thì người ta sẽ nói ra à, con cọp là số mấy, rồi người ta chia ra, người ta cộng lại, người ta thàm ra một vài con số để gọi là đánh số đề. Nhưng mà ở đây á, cái vị Bồ Tát này thấy cái nằm chim bao, thấy cái trống, thì cái trống này phải lại phát ra những cái tiếng Phật pháp. Cho nên người chúng ta gọi cái trống này là gì? Pháp cổ. Cho nên trong chùa kêu cái trống là pháp cổ. Chữ cổ là trống à. Ở bên Đài Loan có một cái núi à, một cái núi, và được một vị hòa thượng à, khai sơn, đặt cái núi này tên là Pháp Cổ Sơn. Pháp Cổ Sơn nghĩa là núi à, có trống pháp. Thiền sư hòa thượng này hiệu là Thánh Nghiêm à, đây cũng là một cái tông phái, một cái tông à, nổi tiếng ở Đài Loan. Thì cái trống này phát ra được cái pháp âm, phát ra được cái tiếng pháp để nhắc nhở mình tu tập.
Hồi sáng này trong khi giảng về cho người Tây Phương á, thì Pháp Hòa có nói là nhiều khi mình nhìn cái đồng hồ thì đồng hồ cũng cho mình được một cái bài pháp, vì nhắc nhở mình phải trân quý từng giây phút mình có được, và nhắc nhở mình thời gian đi qua rất nhanh. Thì vừa nói xong thì có một bà trong nhóm đi thiền đó, quên tắt điện thoại cho nên bắt đầu nó reo. Nhưng mà cái tiếng reo của điện thoại rất là hay, nó nhẹ nhàng, nó không có ồn ào như những tiếng điện thoại thường reo, hay là không có phát ra những cái tiếng nhạc. Có nhiều khi người ta lồng một cái bài nhạc nào đó, hay là tiếng vịt kêu, tiếng chó sủa gì đó, nhưng mà bà này để một cái tiếng chuông điện thoại khi nó reo, một cái tiếng nó nhẹ nhàng lắm, thì nó phát đúng về cái giây phút Pháp Hòa đang nói về cái đồng hồ. Thì Pháp Hòa mới nói thỉnh thoảng trong cuộc sống chúng ta cũng lại để set up cái giờ, phải không? 5 giờ mình thức dậy, 6 giờ mình thức dậy, hay là mình muốn đi làm việc gì mình sợ quên, mình phải bấm giờ, bấm để làm gì, để nhắc nhở tới giờ rồi. Vậy thì chúng ta cũng thế, đôi khi chúng ta cũng phải để một cái đồng hồ và bấm tới giờ rồi. Ví dụ như tới giờ, có những lúc tới giờ đi ngủ, nhưng mà cũng có những lúc tới giờ phải thức dậy. Nhưng mà mỗi người chúng ta đều có một cái xài chung một cái giờ, nhưng mà người có chánh niệm thì họ sử dụng cái giờ rất là chuẩn mực, không có để nó phí cái thời gian của mình. Thì cái đồng hồ nó cũng phát ra được cái tiếng, nó phát ra được cái sự nhắc nhở. Thì cái tiếng trống cũng vậy. Ở đây do cái phẩm này nói rằng cái tiếng trống này vang ra được cái pháp nhắc nhở mọi người sám hối. Quý vị mở trang 97, lật tới mấy trang, tới cái đoạn hoặc do quá vui đùa, hoặc do lòng sầu não. Thấy không? Thấy cái đoạn đó không? Bị tham sân si buộc cho nên con tạo ác, gần gũi kẻ bất thiện, hoặc do tâm bỏng sẻn, bần cùng và vua nịnh cho nên con tạo ác. Thấy đoạn đó không? Rồi, bữa nay mình bắt đầu đoạn mới ha. Ở trang mấy vậy? 103. Rồi bây giờ mình qua đoạn mới nè. Hôm nay kỳ 21. Tuy không thích tội lỗi, nhưng do tâm sợ hãi và chẳng làm chủ mình, cho nên con tạo ác. Thấy đoạn đó không? Con người chúng ta sợ tội lỗi, không thích tội lỗi, nhưng mà nhưng do tâm sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Thí dụ như mình biết mình không thích tội, nhưng mà sợ đói, sợ nghèo, cho nên có thể mình đi ăn cắp, ăn trộm. Mình sợ mất danh dự, cho nên có thể mình làm một cái điều gì sai để mà bảo vệ cái danh dự, cái mặt mũi của mình. Tuy không thích tội lỗi, nhưng do tâm sợ hãi, sợ nghèo, sợ đói, sợ mất thế này, sợ mất thế kia, cho nên có đôi khi bất chấp. Và gì nữa? Và chẳng làm chủ mình. Cho nên mình làm chủ nhà, chủ tiệm, chủ gì cũng không bằng mình có thể làm chủ chính mình. Tại vì khi nào mình làm chủ được chính mình thì mình mới có thể xa được những cái điều sai quấy. Thí dụ như mình làm chủ tiệm, nhưng mình không làm chủ được mình, thì khi mình giận lên mình vẫn la lối, và thậm chí mình sống không có ra cái cách, cái tư cách của một người chủ. Hay là ví dụ mình là một vị thầy, nhưng mà mình không tự chủ được, cho nên lúc giận mình la hét lên thì nó mất đi cái tư chất của một người xuất gia, một người tu. Thành ra nhiều khi mình sống mình có cái danh cái phận đó có, nhưng mà khi mình không làm chủ mình, do giận tức, do si mê, thì cái gì mình cũng có thể nói, có thể làm. Và cho nên tuy không thích tội lỗi, nhưng do tâm sợ hãi và chẳng làm chủ mình, cho nên con tạo ác. Tiếng trống nó vang ra như vậy, nó nhắc mình đó. Do ăn uống và mặc và yêu thích người nữ, bị lửa phiền não thiêu, cho nên con tạo ác. Ở đây cái đối tượng, là do ăn là gì? Là thực. Do ăn, do mặc, yêu thích người nữ. Thì nếu mà là bởi vì đây là một Bồ Tát nam, cho nên do yêu thích người nữ. Nhưng mà nếu người nữ thì nói làm sao? Do yêu thích người nam.
Tức là do mình yêu thích cái hình tướng của cái mình gọi là gì, cái khác phái À. cho nên mình cũng có thể bị lửa phiền não thiêu. Nếu mình yêu được thì cũng có cái khó, cũng có cái cực của người yêu được, mà không yêu được cũng có cái cực của nó. Do ăn uống và mặc và yêu thích người nữ bị lửa phiền não thiêu cho nên con tạo ác. Quý vị nhớ là trong xã hội á, thường á, nhiều khi mình nghe tại đọc được tin tức á, người ta vì ganh ghen tức vì những cái tình yêu mà người ta có thể giết người, làm những điều sai quấy. Đối với Phật Pháp Tăng, tâm con không cung kính gây các tội như thế, nay con xin sám hối. Ngu si chê chính pháp, bất hiếu với mẹ cha, tạo tội lỗi như thế, nay con xin sám hối. Đây là quý vị thấy cái trống pháp, cái trống mà vang lên mà phát ra những cái tiếng nhắc nhở như vậy. Nay hồi trên đó thì chê Phật Pháp Tăng, bất kính Phật Pháp Tăng, ở dưới này thì ngu si chê chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là cái pháp chân chánh có thể dẫn dắt cho mình, hướng dẫn cho mình đi được trên con đường thánh thiện. Chánh pháp này không phải nói riêng cái pháp của Phật, cái gì mà nó có cái ngay thẳng giúp đỡ cho mình đều là chánh pháp hết. Còn cái gì mà nó làm cho mình lệch đi cái tư tưởng, cái cách sống của mình gọi là tà pháp. Cho nên chánh pháp đây là để nói cho tất cả những cái gì có khả năng dẫn dắt cho mình. Bất hiếu với mẹ cha, tạo tội lỗi như thế, nay con xin sám hối. Do ngu si kiêu mạn và sức ép tham sân, con tạo tội như thế, nay đều xin sám hối. Do ngu si kiêu ngạo, do mình ngu si cho nên mình mới sanh cái tâm gì? Kiêu căng và ngạo mạn. Chữ kiêu mạn này là hai cái tâm trạng nha, hai cái cách sống đó. Kiêu căng là gì? Kiêu căng tức là mình tự cho mình hơn, phải không? Mình kiêu căng và ngạo mạn tức là mình đẩy mình. Thí dụ như mình ỷ mình đẹp hơn người ta là kiêu đó, phải không? Rồi mình khinh thường người khác, người khác mà bằng mình đó, thì mình đẩy xuống, sao bằng tôi được, phải thém tôi một chút chứ. Nhưng mà nếu người ta hơn mình thì mình kéo xuống, mình nói bất quá bằng tôi thôi, thì cái trường hợp đó gọi là mạn đó. Trường hợp kiêu là mình tự đẩy mình lên, phải không? Tự đẩy mình lên và coi, rồi mạn đó, tức là mình coi thường và thường thường mình hạ thấp người khác. Thường thường người ta hay nói vậy nè, hễ cái người mà cao hơn mình kéo người ta xuống, bằng mình thì mình đẩy người ta xuống làm sao, thua mình mực vậy đó. Do ngu si kiêu mạn, vì mình ngu si cho mình mới sống bằng cái tâm kiêu căng và ngạo mạn. Nếu mà nói cho đủ cái chữ này là vậy đó, kiêu căng và ngạo mạn là hai cái tâm niệm sống. Và sức ép tham sân, sức ép là sao? Mình không muốn tham nhưng mà nó ép mình tham. Sức ép của tham, của sân, tức là gì? Tức quá chịu không nổi, nổi sân lên. Do cái đó mình thấy như vậy mà nó dễ dàng để mình lấy qua, không lấy uổng. Do sức ép của tham sân, con tạo tội như thế. Nay đều xin sám hối. Còn nay xin cúng dường vô số Phật mười phương. Mười phương là Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc và phương trên phương dưới, gọi là mười phương. Con nay xin cúng dường vô số Phật mười phương. Xin các ngài giúp cho, xin các ngài giúp con nhổ trừ các khổ nạn. Cầu cho mọi hữu tình đều trụ nơi thập địa. Hữu tình là gì? Những người có tình, những người có cái tình cảm, những người sống mà có cái cảm nhận thì tất cả đều gọi là hữu tình. Trụ nơi, đều trụ nơi thập địa. Thập địa là gì? Tức là 10 cái quả vị chứng đắc, 10 cái địa vị chứng đắc của các vị Bồ Tát tu tập. Thí dụ như mình chứng được cái địa thứ nhất gọi là hoan hỷ địa. Tức là mình làm tu tập sao mình đạt được, các vị Bồ Tát đạt được một cái nơi chốn mà các ngài trụ ở yên ở đó là hoan hỷ.
Người mình giúp người ta xong rồi, người ta có khen, người ta có chê, người ta có nói gì đi nữa, tâm mình vẫn hoan hỷ. Tại vì sao? Tại cái quan trọng là lúc mình làm mình có hoan hỷ không. Còn người ta nhận thì sao mình biết được, phải không? Ví dụ như bây giờ mình nấu ăn, mình nấu ăn mình nêm nếm xong rồi mình rất là hoan hỷ với cái taste, cái da, cái hương vị mình nấu ra. Nhưng mà chắc gì mọi người đều hoan hỷ với cái khẩu vị mình nấu không? Không, phải không? Nhưng mà cái hoan hỷ đầu tiên là mình đã nấu bằng tâm hoan hỷ với tất cả khả năng và tâm thành của mình. Cũng giống như mình chia sẻ Phật Pháp, mình đem hết lòng mình nói và trong nói trong hoan hỷ, thì cái người ta tiếp nhận được bao nhiêu là tùy vào. Thí dụ như nói về người Việt nghe hiểu hết, nhưng mà người không biết tiếng Việt hoặc là hiểu ít tiếng Việt thì chắc gì hiểu hết đâu. Không? Nhưng mà quan trọng là mình đã nói bằng tất cả tâm hoan hỷ, rồi cái người đó sẽ hiểu được khi họ được thông dịch, hoặc là họ giỏi tiếng Việt, họ sẽ tiếp nhận cái đó hơn nữa vì bây giờ họ hiểu nhiều hơn. Cũng giống như mình học tiếng Anh vậy đó, mình vô mình nói trời ơi bà giáo bà nói gì tôi nghe tôi chả hiểu nói gì, tại mình không hiểu chứ đâu phải bà nói dở. Đến 10 năm sau, 5 năm sau mình biết tiếng Anh rồi, bây giờ mình thấy quay lại nghe lại bà đã nói hay à. Thí dụ vậy đó. Rồi bên đó, bên cạnh đó là gì? Mình phải tu tập mà được cái địa thứ hai, đó là ly cấu địa. Đạt được cái địa vị thứ hai là gì? Rời khỏi mọi sự cấu nhiễm. Vì làm sao mình rời được cái cấu nhiễm? Do trì giới. Phong và ví dụ á, mình có giữ giới không nói dối. Cho nên khi mình nói dối là mình để giúp người ta thôi. Ví dụ như người ta cần mình thấy mình nói như vậy để giúp cho người ta. Nhưng mà mình không nói dối vì muốn hại người khác, thì khi cái lời nói đó, đôi khi cái lời nói thật, nhưng mà trong cái thật đó nó có tính cách hại người, thì cái đó nó vẫn bị ô nhiễm vì cái tâm của mình nói ra, mục đích của mình nói ra. Mình biết nói xong là người này sẽ bị đuổi việc hay là bị cái gì đó trong cuộc sống của họ. Mình nói thật, nhưng mà nói thật đó bằng cái tâm nhiễm ô. Còn đôi khi mình nói không thật, nhưng mà cái lòng của mình rất trong sáng vì muốn cứu giúp cho người. Rồi trong khi mình sống đó, mình có được cái, mình chứng được cái quy luật của vô thường, có được cái nhẫn nại, cho nên mình phát quang địa, tức là gì? Tỏa ra được cái ánh sáng của người tu tập. Đại khái là vậy. Cái này mình học suốt kinh Đại Thừa thời gian qua là mình nói nhiều lắm. Bây giờ nói là trụ, đều trụ nơi thập địa, xin cho các hữu tình đó, cầu cho mọi hữu tình đều trụ nơi thập địa, đầy đủ phúc trí rồi. Hôm tuần rồi mình nói phúc trí chúng ta gọi là gì? Lưỡng gì? Lưỡng túc đó. Không, rồi mình nói Đức Phật là đấng lưỡng túc tôn đó. Phật có đầy đủ phúc và trí. Chữ phúc là mình nói theo người Bắc, người Nam mà đọc kêu phước. Phước cũng được và phúc cũng được. Phúc trí hay là phước trí. Người tu mình gần hai thứ, có phước có trí. Ví dụ như là mình có ăn là có phước nè, có mặc là có phước nè, trời lạnh mà có áo lạnh mặc nè, ra đường có giày mang nè, đó, mấy đó là phước hết á. Nhưng mà quan trọng là mình có trí để mình sử dụng cái phước mình để không tổn phước. Người có trí là họ sử dụng phước mà không tổn phước. Vì sao? Họ biết dụng mà họ biết giữ, và họ biết ban cho nên phước nó luôn luôn, nó không bao giờ mất. Đầy đủ phúc trí rồi, thành Phật độ quần mê. Chữ quần là số đông, người số đông mà bị mê lầm gọi là quần mê. Phúc trí thành Phật độ quần mê. Con vì các chúng sanh khổ hạnh trăm nghìn kiếp, dùng sức đại trí tuệ giúp họ vượt biển mê. Mình tu tập á, quý vị thấy thường thường không có ai tu mà không có khổ hạnh đó. Khổ hạnh là gì? Phải khắc chế chịu những cái gian nan ở lúc đầu. Như hôm rồi Pháp Hòa có kể với mấy thầy mấy chú á, cái thời mà 15, 16, 17, 18, 19, 20 tuổi khoảng đó, thậm chí lên tới hai mấy tuổi, cái thời gian mà mình ở chùa, trời ơi, nó đâu có được sung túc.
Thầy nào cũng có một quá trình tu khổ hạnh. Chữ khổ hạnh thì không phải là mình đi hành thân ép sát mình, nhưng mà cái thời cuộc, cái lúc đó tự động cũng phải khổ hạnh nè. Không bao giờ có được một bữa cơm no, quần áo cũng không có đủ để mặc, mà công việc thì một mình mà phải làm hết. Mà thật sự lúc đó chưa bao giờ có một giây phút nghĩ tới chuyện thôi đi về, không tu nữa hay ra đời. Mà thậm chí không bao giờ nghĩ tới muốn kể cho cha mẹ người nhà mình nghe những cái khổ cực gì của mình trong chùa hết. Như vậy thì đại chúng nhớ chữ khổ hạnh ở đây á, nghĩa là mình tu á, mình phải có một cái hạnh chịu cực khó. Thí dụ như giờ mấy chú nè, đó giờ ăn mặc đầy đủ hết, nhưng mà ở chùa là phải dậy sớm. Hai chú tiểu nhỏ mấy ngày nay được nghỉ, sáng nào mấy thầy cũng dựng dậy tụng kinh. Bữa nào đi học thì cho ngủ, mà bữa nào mà được nghỉ nhà là bắt dậy tụng kinh. Nhưng mà một đứa con nít bình thường, nếu nó không có chủng tử tu tập, dễ gì nó chịu được. Nhưng mà một đứa nó, cái đứa mà nó có cái tâm tu rồi, nó chịu, nó không mai, nó không trở ngại. Thật ra mình mới thấy được cái chủng tử tu tập. Vậy thì từ chư Phật Bồ Tát cho đến các bậc thánh tăng, hay thậm chí các bậc thầy tổ của mình bây giờ đó, hỏi lại coi cái quá trình tu của vị nào tu sướng không? Không. Đại chúng nhớ là cái chữ khổ hạnh ở đây không phải là tự nhiên có ăn không chịu ăn, có mặc cái xé rách hết trơn ra đường ngồi cho nó ốm o kêu tu khổ hạnh, không phải. Tự động cái cuộc sống của mình hàng ngày nó phải khắc chế như vậy. Và thậm chí giờ có muốn ngon cũng có gì để ngon hết đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái chữ khổ hạnh đây là mình khắc phục những cái khó khăn từ tâm lý, sinh lý cho đến đời sống vật chất. Nội cái chuyện mà chúng ta điều phục cái sinh lý của mình thôi là một cái khó khăn rồi. Rồi cái tâm lý của mình thôi, thế gian mà người ta vui buồn thương ghét mình, người tu bất cứ tâm hành nào nó khởi lên phải nhận diện được để mình điều phục nó. Trời ơi, người tu gì mà vui buồn bất thường quá thì người ta cười chết. Thấy không? Người thế gian đã vậy là người nào vậy người ta nói sao? Hơi hơi. Đó. Mà người tu mà vậy thì càng tệ nữa. Cho nên người tu là đừng nói chuyện gì khác, nội cái chuyện mà hàng ngày khắc phục nè, tâm hành vui buồn thương ghét, gọi là thất tình lục dục của chúng sanh. Người ta đi ngủ, người ta buồn, người ta không có gì nghe, cái ta mở đại một cái YouTube, ta mở đại một cái CD nào đó, nhạc tình cải lương gì ta nghe mở sùm lên, ở chùa được không? Không. Đó, nội cái chuyện mà lâu lâu mình ghiền nhạc mà muốn mở lên sùm, có bao giờ quý vị vô chùa quý vị nghe chùa mở nhạc tình khắp chùa, ngồi vừa làm bánh tét vừa cuốn chả giò nghe nhạc tình không? Không. Có thể là trong cái tâm lý của mình vẫn có những cái khuynh hướng đó, nhưng mà phải khắc phục. Rồi giờ người ở nhà mình buồn quá, mình mở những cái kịch đồ mình coi rộn ràng lên, chùa không có. Thôi đừng nói mấy cái chuyện khó khăn đó, nói mấy cái chuyện đơn giản cuộc sống hàng ngày. Cho nên cố gắng làm sao mà người tu á, là mình chịu khó, mình điều phục thất tình ở nơi mình thôi. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, gọi là hỷ nộ ái ố ai lạc dục đó, đó là thất tình đó, chưa nói là lục dục nha. Nghe tiếng âm thanh mà thích, gọi là âm thanh dục. Nhìn tướng trạng của người đó mình thích, gọi là sắc dục. Cho con người mình đó, một là bị lục dục, hai là thất tình. Thành ra nội cái chuyện đó thôi, đừng có nói chi xa hết. Mặc dù đời sống mà nói, nếu nói đúng hơn là đời sống càng sung túc, thất tình lục dục càng dễ sanh. Còn đời sống mà nó kham khổ một chút, ăn uống thiếu thốn chút, vậy mà không chừng thất tình lục dục nó không có cơ hội. Bởi vì mình, cái tâm lý sinh lý nó đi theo cái cơ thể và cái sự hưởng thụ của mình. Cho nên khổ hạnh là gì? Là mình phải phát một cái tâm hạnh chịu khó vượt qua những cái đó.
đều là khổ hạnh hết. Đừng có hiểu lầm chữ khổ hạnh là phải đi vô rừng ngồi cho nó ốm o lên, để râu ria rậm rạp lên kêu khổ hạnh. Không, khổ hạnh đó bình thường lắm. Đấy, cái khổ hạnh mà thực tế nhất của con người là làm sao chúng ta điều phục được. Thí dụ bây giờ mình là một người có gia đình, mình cũng khổ hạnh lắm chứ. Tại vì sao? Vì bản thân mình là một con người bình thường, đi làm giao tiếp thế nào, tình cảm ít nhiều cũng dễ sanh với người này người kia. Nhưng tự mình phải biết, mình là người có gia đình rồi, có con rồi, mình phải vượt được những cái mà nó sinh khởi gọi là bất thiện pháp. Rồi thậm chí mình rất là muốn nghiêm túc, nhưng ai đó xung quanh mình họ có cái ý không lành với mình, cho nên đôi lúc mình cũng khó tránh được những cái đó. Đều là khổ hạnh hết. Người tu cũng phải khổ hạnh, người đời cũng phải khổ hạnh, vì chúng ta đều đang có cái bổn phận của chính mình. Vì mình vì ai? Vì ai mà khổ hạnh? Vì các chúng sanh. Cũng giống như mình chịu khó sống thúc liễm mình chi để vì hạnh phúc gia đình. Giống như hồi chiều Pháp Hòa cố vấn cho một gia đình vừa đi tới cái chỗ gọi là lâm nguy sắp đổ vỡ vậy đó. Rồi Pháp Hòa phải ngồi nói chuyện riêng với từng người trong gia đình để nghe được những cái khó khăn của họ. Rồi cuối cùng mình mới đúc kết, mình tới đầu này, mình khuyên đầu này, mình tới đầu kia, mình khuyên đầu kia. Và cuối cùng cái câu khuyên Pháp Hòa, cái tổng thể là gì? Vì con mình mà mình chịu khó thôi. Mình biết bây giờ mình sống bằng cái ngã của mình đó. Mình không có thể chịu nhục nhã như vậy mà chịu ấy. Mình bất chấp thì ai sẽ là người khổ? Cho nên cuối cùng mình nói, bây giờ không có nói mình không phải sống cho mình, mà mình sống cho con mình. Vì con mình mà mình chịu khó hết. Cho nên trong cuộc sống gia đình đó, nhiều lúc mình phải vì cái chung, mình nhìn xung quanh nữa. Mà thường thường quý vị nghĩ coi, có phải là mình gây gổ với nhau, mình bực bội với nhau chỉ vì cái tôi không? Vì cái ngã của mình thôi. Bây giờ mình dẹp cái ngã đó xuống, vì cái chung thì chúng ta sẽ vượt được. Thì mình ở trong chùa cũng vậy, trong một cái cộng đồng cũng vậy, mình vì đại chúng, vì mọi người mà mình xả đi. Mình là tiểu ngã thôi, mình là một trong thành phần mà. Cho nên làm sao kêu mình là đại ngã được? Mình nhỏ bé lắm so với một đại chúng. Luôn luôn tâm niệm như vậy thì mình sống rất bình an trong đại chúng. Mình rất nhỏ bé trong đại chúng. Dù mình làm có được việc gì đi nữa, mình cũng chỉ đóng góp một phần cho cái đại chúng này thôi, chứ không phải mình là một tay mình hết. Phải không? Bây giờ quý vị nghĩ coi, một tay Pháp Hòa làm được cái gì? Hai tay quơ còn không xong nữa. Nếu mà không có đại chúng, mỗi người phụ một tay một việc, làm sao mình có được ngày đấy? Pháp Hòa mà không có các thầy phụ thì cái việc làm đạo Pháp Hòa nó limit lắm, nó chừng mực lắm. Đây, hai tuần nữa là lễ quy y online nè. Bây giờ là 600 người ghi danh rồi đó, mà chưa còn hai tuần lễ nữa đó. Mà danh sách mấy vị báo cho biết là đã 600 người ghi danh quy online. Quên nhắc thầy Đức Tạng phải mua cái space của cái Zoom. Mua ít quá người ta vô không đủ. Thì Pháp Hòa nói đại chúng vậy đó. Chứ cái mình đọc mấy cái câu này, vì con, vì các chúng sinh khổ hạnh trăm nghìn kiếp, không phải một ngày một bữa mà khổ hạnh trăm nghìn kiếp. Mình mới khổ hạnh được có mấy chục năm, mình rên quá trời. Dùng sức đại trí tuệ giúp họ vượt bến mê, biển mê. Làm cái gì để mình qua được cái khổ? Chỉ có trí tuệ thôi. Cho nên trong kinh nói về nè, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là mẹ của ba đời chư Phật. Tại vì Văn Thù Sư Lợi, tạo sao kỳ vậy? Ông Bồ Tát mà làm mẹ của Phật là sao? Vậy thì Văn Thù được hiểu trong lúc này là gì? Là gì? Trí tuệ.
Văn thù là tượng trưng cho trí tuệ. Mà có phải chư Phật mười phương ba đời tu hành thành Phật cũng phải nhờ trí tuệ không? Cũng phải nhờ trí tuệ. Cho nên trí tuệ là mẹ của chư Phật. Nhưng mà nói một cách khác, Văn thù sư lợi là mẹ của chư Phật. Mình nghe kỳ quá. Tại sao Bồ Tát mà là mẹ của Phật? Hay là trong cái phẩm Địa Tạng mà cái mở đầu á, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nhớ cái đoạn đó không? Người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Ủa, có một ông Bồ Tát Địa Tạng à, mà mười phương chư Phật đều tin tưởng rồi, một ba, các vị Bồ Tát phải quy y với ông này. Vậy sao kỳ vậy? Vậy thì tại sao Phật với Bồ Tát mà phải trở về với Bồ Tát Địa Tạng? Vì trong lúc này Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà tâm mà biết hướng về thiên đường đó, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Vậy thì bây giờ tâm mình đi đâu? Tâm mình hướng thượng rồi. Tâm mình lên thiên đường hướng thượng rồi, tâm mình không có hướng hạ nữa. Tâm biết hướng thượng có phải là việc vui của Bồ Tát không? Việc vui của Phật không? Mà nói cách khác là không Phật nào, không Bồ Tát nào tu mà rời tâm mà tu được. Ai tu cũng phải chuyển hóa cái tâm. Nhưng mà nếu mình không hiểu tâm mình là gì sao chuyển? Đó, cho nên các vị Pháp Hòa hay nói hoài, các vị cứ tuyên bố tôi tu tâm, tôi không cần đi chùa, tôi không cần tụng kinh, tôi tu nhà tôi tu tâm, biết cái tâm mình nó ra sao tu. Mình không biết cái gì về tâm mình hết, lấy gì tu. Bây giờ mình có biết tâm mình đang hướng thượng hướng hạ không? Không biết. Mình đang biết tâm mình đang sân, đang si, đang bị gì không? Cho nên anh em mới nói là tâm ở trên này là tâm tham, tâm sân, tâm ngu si, tâm kiêu, tâm mạn, đủ các dạng hết. Con vì các chúng sanh khổ hạnh trăm nghìn kiếp dùng sức đại trí tuệ. Mình phải có trí, có tuệ. Nếu mà nói cho phân tích chữ đó ha, trí là mình học, mình quán xét. Tuệ là do mình tu tập, cái định nó sâu hơn. Cho nên chữ trí tiếng Anh dịch là wisdom, mà chữ tuệ tiếng Anh dịch là insight. Ví dụ như là mình quán sát, tôi biết tất cả các pháp do duyên sinh, đó là trí đó. Nhưng mà rồi mình phải sống với, mình phải làm sao mình nhập được cái pháp duyên sinh trong cuộc sống. Hay mình học mình nói ôi tất cả tùy duyên mà tâm bất biến. Thì cái tùy duyên á là trí, mà tâm mình bất biến là tuệ. Vì sao? Vì mình có tu tập, càng tu mình càng thấu hiểu, càng có kinh nghiệm, từ đó cái chiều cái trí mình nó sâu sắc hơn. Trí mình nó sâu sắc hơn. Cho nên nói chung lại, chữ trí tuệ nhà Phật chỉ dùng một chữ thôi, Bát Nhã. Một chữ thôi, không dịch. Vì Bát Nhã là trí tuệ. Cho nên chữ Bát Nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ này là trí tuệ giúp mình vượt khổ, lìa mê, cho nên gọi là Bát Nhã Prajna. Chứ không phải là trí thức, không phải là do học mà có. Trí thức chỉ là knowledge, do học mà hiểu gọi là knowledge. Nhận thức mà hiểu biết vậy. Nhưng mà cái mà chúng ta có tư duy, có quán chiếu. Cho nên Bồ Tát quán tự tại phải hành thâm Bát Nhã, phải dùng trí tuệ đi sâu sát quán chiếu. Quán chiếu để thấy rằng ngũ uẩn là không, sắc tức là không, thọ tức là không, tưởng tức là không, hành tức là không, thức tức là không. Cho nên nói chung một câu là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều y cái công thức đó, y chang như vậy. Hành thâm Bát Nhã, dùng trí tuệ sâu sắc để quán chiếu. Và khổ hạnh trăm nghìn kiếp dùng sức đại trí tuệ giúp họ vượt biển mê.
Thường thường trong kinh Phật hay dùng cái từ, hay thế gian người ta dùng cái biển nó mênh mông vậy đó, người ta hay tượng trưng cho cái gì? Cái chỗ lặn ngụp của con người. Biển mê mà, biển trần mà. Thế gian người ta hay nói vậy, biển trần, biển mê. Tại vì sao? Ai mà rớt xuống biển thì cái cơ hội sống nhiều hết ít lắm, lọt xuống cái là nội cái nước lạnh không cũng đủ chết, chứ chưa nói bị cá, bị con này con kia nó ăn. Cho nên rớt xuống biển cái là khó lắm. Cho nên kinh điển hay dùng, hay là thế gian nói chung, thế gian nói chung chúng ta dùng chữ biển để chỉ cho một cảnh đời. Thí dụ như là mình đọc có câu là khổ hải vạn trùng ba, dịch là biển khổ. Khổ hải là biển khổ, vạn trùng ba, trời ơi sống. Chữ ba này là sống, sống nó nhồi dữ lắm. Ai mà rớt vô cái biển này là bị nhồi, hai ba dạo thôi là úp xuống biển là chết. Biển khổ mênh mông, sống ngập trời. Sống nó đánh lên một cái. Hay là nói biển trần lai láng, sống nghiệp lao sao. Có phải không? Mình rớt vô cái biển đời này rồi, quý vị thấy có sống nghiệp không? Sống nghiệp của mình. Con vì các chúng sanh giảng nói kinh sâu màu. Bây giờ nãy mình vì các chúng sanh mà tu khổ hạnh, vì các chúng sanh mà dùng đại trí tuệ giúp họ vượt biển. Bây giờ vì các chúng sanh giảng nói kinh sâu màu. Kinh nào nó cũng sâu xa màu nhiệm lắm, đôi khi người ta đâu có hiểu hết. Chứ cái gì mình hiểu mình phải nói cho người ta hiểu. Bây giờ trực thực tế chút nữa là nói kinh gì? Kinh sâu màu, tối thắng kim quang minh. Chữ quang là ánh sáng, chữ minh là nó tỏa ra ánh sáng của cái chữ quang, phải không? Chữ minh là sáng, quang minh. Mà ánh sáng này là ánh sáng của màu và của kim, của vàng. Có sức trừ nghiệp ác. Vậy thì ánh sáng kim quang minh này là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho trí tuệ. Người mà có được cái ánh sáng trí tuệ mà của vàng là gì? Không có biến chất nữa. Vàng là một loại không biến chất. Ở dưới bùn nó cũng vậy, ở trong lửa nó cũng thế. Cho nên ta có tiền ta mua vàng là bảo đảm. Hồi xưa là ta sợ đổi tiền, chứ có tiền đi mua vàng là bảo đảm, không có bị gì, không có sợ nó bị đổi gì hết. Không có tiền bán vàng sống. Ví dụ vậy đó. Cho nên vàng là một biểu tượng của cái gì đó mà người ta nó không còn thay đổi được nữa. Nó từ những cái bụi cát rồi đó, ta lọc lại, lọc rồi ta nấu nung nó thành ra vàng. Mà khi nó là vàng rồi thì nó không thể là cái khác nữa. Cho nên đám cưới chiếc nhẫn cũng phải làm bằng vàng, để tượng trưng cho cái bản chất của tình yêu không thay đổi. Chúng ta cũng vậy. Cho nên cái ánh sáng này, chữ quang minh là biểu tượng của trí tuệ. Mà trí tuệ là trí tuệ của cái thực chất quý báu. Vậy thì ánh sáng trí tuệ này làm gì? Có sức trừ nghiệp ác. Thưa đại chúng, ở đây là nói chữ nghiệp ác phải không? Chữ nghiệp là danh từ chung. Nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp xấu hay nghiệp thiện? Ở đây là nghiệp xấu, chứ gọi là ác, nghiệp ác. Nghiệp ác. Mà ngược lại, cái chữ ở trên là quang minh, mà ở dưới này nghiệp ác, thì hai cái nó đối lập, thấy không? Ở trên là ánh sáng của trí tuệ, là dưới này là nghiệp ác, là do tối tâm. Do mình tối tâm, mình không biết cái gì nên làm, cái gì nên không, chứ mới tạo nghiệp ác. Cho nên cái bài mình tụng á, từ xưa con lỡ tạo nghiệp ác, đều do cái gì nè? Do vô thủy, tham sân si. Đó. Như vậy nó có cái nguyên do để tạo ác, tạo nghiệp hết, chứ đâu phải bình thường. Người mà có trí tuệ thì nói mình không có tạo nghiệp xấu, nhưng mà do tối tâm cho nên tạo nghiệp xấu. Nếu người trăm nghìn kiếp tạo các tội cực nặng, tạm thời thật sám hối, các ác liền tiêu trừ. Chữ tạm thời đem có nghĩa là giả dối ha. Cái chữ tạm thời trong trường hợp này là nghĩa là gì? Trong một cái giây phút, dù một cái thời gian đó, họ dừng lại thôi.
họ dừng lại thôi, họ cũng đều dứt được cái nghiệp đó. Ví dụ như giờ mình lỡ mình làm cái xấu mà ngay được 50% rồi, thì ngay nửa chừng mình dừng lại thì ngay cái đó là đó, tạm thời. Mặc dù mình chưa biết là cái ác này nó còn diễn tiến với mình nữa không, nhưng mà ngay lúc mình dừng lại là nữa. Cũng giống như mình hết bữa, hiện giờ mình có tạm thời không có giận không? Thí dụ trạng thái của mình giờ là trạng thái không có, tạm thời không có giận nè. Chứ chắc gì mình không giận vĩnh viễn đâu. Đó. Một chút xíu nữa lỡ mình xuống, mình phát hiện mình mất cái gì, hay là mình bị lạc cái gì, là ai lấy nhầm của mình, là sao? Ủa cái đi đi đâu mất rồi. Như vậy rõ ràng cái gì chúng cái tạm thôi. Vì mình chưa biết được mình có chuyển hóa cái nghiệp của mình nó sạch hết chưa. Cho nên tạm thời thật sám hối. Trong cái giây phút mình dừng lại, mình chí tâm, mình thành thật, mình sám hối thôi, thì các ác liền tiêu trừ. Y kinh Kim Quang Minh, thực hành pháp sám hối. Hết cái chương này á, mình sẽ qua một cái chương kế. Và cái chương kế tên là giải trừ nghiệp chướng. Và những vị nào muốn sám hối riêng cho cái pháp sám hối này á, mình có một cái nghi thức sám hối Kim Quang Minh. Thì trong cái nghi thức này á, mình đảnh lễ hết tất cả Phật Bồ Tát ở trong pháp hội của kinh Kim Quang Minh này. Rồi đảnh lễ xong hết rồi á, mình sẽ đọc một chương trong cái phẩm của kinh này, là cái phẩm kế tiếp là phải sám hối nghiệp chướng. Pháp Hòa có hai cái nghi đó hết á, soạn đầy đủ. Để ai thích nghi thức nào, Pháp Hòa email cho, in ra hành trì. Cũng giống như Lương Hoàng Sám á, Pháp Hòa soạn sẵn cái quyển 5, quyển 6 vậy đó. Cho nên trong máy Pháp Computer Hòa có hai nghi thức sám hối. Mà hãy ai lên tâm sự, mình nghe tùy nghiệp của họ, mình nói rồi về sám hối này đi, ráng hành trì theo cái này. Lại mấy chục lại trong kinh Kim Quang Minh thôi. Nghi thức sám hối đầy đủ các Phật Bồ Tát trong pháp hội của kinh Kim Quang Minh này. Và đọc cái phẩm chương nghiệp, giải trừ nghiệp chướng. Vậy thì ở trong này nè, y kinh Kim Quang Minh, thực hành pháp sám hối. Quý vị đừng lo, có sẵn. Thì tất cả nghiệp khổ sẽ chống được tiêu trừ. Trăm nghìn loại thiền định tổng trì chẳng nghĩ bàn. Đó. Bây giờ mình có trăm nghìn loại thiền định. Thiền là gì? Thiền là ngồi lắng, tâm lắng. Hễ lắng là có định. Cho nên thay dùng cái từ thiền định. Định là một cái sự concentrate, chú tâm mà không bị lay động, do mình có thiền. Cho nên người mà sống, ví dụ việc làm việc gì á, làm trong chánh niệm á, thì họ có cái định của việc đó. Thường thường á, mình hay quên này quên kia là gì? Tại mình thiếu định. Đi chợ nấu món đó mà quên lên quên xuống, về tới nhà mới nhớ. Đó là do mình thiếu định đó. Rồi thành thử cái bây giờ muốn tập có định thì phải sao? Trước khi đi chợ mình định nấu món gì, mình chuẩn bị hết, còn sợ quên lấy giấy viết ghi ra. Phổ Hòa nhớ thầy viện chủ, thầy có cái list. Mỗi lần mà thầy đi giảng đi đâu, thầy cầm cái list đó ra thầy lấy đồ. Ví dụ như là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lau mặt gì gì đó. Nhiều khi mình soạn quần áo đã đời quên cái khăn tắm. Có không? Có. Nhiều khi dọn nó tới hồi mở, tới chỗ mở ra trời chết rồi, tôi quên kem đánh răng, tôi quên bàn chải. Nhiều khi những cái mình nghĩ là không bao giờ mình quên. Rồi gì nữa? Đi du lịch xa mà quên hộ chiếu, chuyện đó chuyện bình thường. Thậm chí có những người không coi hết hạn, ra tới phi trường sao dở ra nó không cho đi, tại vì cái hộ chiếu hết hạn. Rồi có gì nữa biết không? Thậm chí có những người bây giờ là 2023 rồi mà đi ra khỏi nước mà dùng cái ID nhỏ xíu nó đâu có chịu. Bây giờ ra khỏi nước phải bằng cái hộ chiếu chính thức. Trước năm 2001, tức là trước 911, mấy chuyện đó nó dễ lắm. Hồi Pháp Hòa trước 911 đi ra Mỹ chỉ cần cầm cái gì, cái thẻ quốc tịch là được rồi, không cần đến cái passport nữa.
Vậy mà sau khi 911 rồi là tất cả phải có passport hết. Mà chẳng những như vậy mà phải nhớ là còn 6 tháng nữa hết hạn là phải lo mà đi làm. Vậy đó, thì mình nhớ là khi mình bây giờ mình biết mình hay bị phân tâm thì mình phải tập. Nói vậy thôi. Chứ mọi người nó cũng quên hà rầm. Mình nói vậy, mình nhắc nhau vậy đó. Có nhiều khi mà nó nhớ nhắc thầy, nó nói vậy thầy nhớ nhắc con kìa. Tại con tổ nữa. Cho nên là 100.000 loại thiền định. Nhưng mà thiền định nào đi nữa, nó cũng chẳng qua tổng trì chẳng nghĩ bàn. Chữ tổng trì là gì? Chữ tổng trì này là dịch từ cái chữ Đà Ra Ni. Thí dụ mình đọc thiên hữu thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà Ra Ni, thì cái chữ Đà Ra Ni này dịch là tổng trì. Bây giờ mới giải thích nè. Tổng trì có mấy loại? Tổng trì có 4 loại. Thí dụ như là pháp tổng trì, nghĩa tổng trì. Rồi bây giờ mình tất cả mọi việc trong chùa mình ứng dụng mình làm, nhưng mình phải hiểu biết, mình phải hiểu nghĩa. Pháp Hòa ví dụ ngày hôm qua chú Trung Tiến, chú tưởng đâu là tụng kinh, cho nên chú mới set up chánh điện tụng giống như hồi tối, mỗi tối vậy. Cái Pháp Hòa mới nói: "Baby, con không nhớ bữa nay ngày gì hả? Hôm nay thứ sáu." Cái chú nói: "Oh yeah, thứ sáu thì có..." Cái con Pháp Hòa mới hỏi gì? "Oh yeah, là thứ sáu mình làm gì?" "Meditation." Set up cái chánh điện lại theo cái cách thức của thứ sáu. Như vậy thì chú hiểu cái pháp ngày thứ sáu, chú hiểu cái nghĩa của nó là làm gì, thì chú thực hiện cái pháp của nó. Nếu mỗi tối mà tụng kinh thì xếp hàng đối diện theo cái nghi thức tụng kinh. Mà hễ lớp thiền thì chú set up theo lớp thiền. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Rồi giờ nè, hồi chiều này mấy chú ăn xong, mấy chú lên set up chánh điện, thì bây giờ quý vị thấy mấy chú set up của cuối tuần ngày chủ nhật. Chú hiểu cái ngày đó là ngày chủ nhật set up làm sao, thứ sáu mình set up làm sao, thứ bảy mình set up làm sao, ví dụ vậy đó. Thành thử ra biết cái đó, làm cái đó. Cái đó gọi là tổng trì đó. Giống như cái ông đó mà ông biết hết chuyện trong chùa, kêu tổng quản vậy đó. Đó. Thì cái người mà ta làm ở trong một cái nhà giàu, ta coi hết việc lớn, việc nhỏ gì trong ngoài ta biết hết, ta chia việc cho làm, đó là tổng quản. Chị thì mình cũng vậy. Mình tổng trì là mình biết tất cả các pháp và mình trì tất cả các cái nghĩa của nó. Hay là nói cách khác là trì tất cả các pháp mà mình biết tất cả các nghĩa. Thí dụ như đây, thôi đi lên tụng kinh công phu chiều, hay là nó đi lên cúng linh, tự động cầm linh, cầm tang, cầm mỏ, bước vô cái bàn linh chuẩn bị cúng linh thì hồi ba hồi chung mỏ. Cho nên mấy chú mình các cái pháp gì mình biết và mình ứng dụng nó, thì cái đó gọi là tổng trì. Như vậy thì 100.000 loại thiền định, tổng trì chẳng nghĩ bàn, nghĩa là mình đã có cái định rồi đó, thì pháp nào tới đâu mình ứng tới đó, tới đâu mình ứng tới đó. Cũng giống như ha, mình ở cái xứ của mình đó, mà thấy chừng tháng 10, giữa tháng 10 cái là lo đi đổi bánh xe. Đổi bánh xe mùa đông. Vì sao? Vì mình biết, nhìn giữa tháng 10 là biết rồi, mùa đông sắp tới. Tuyết có thể rơi giữa tháng 10, cũng có thể rơi cuối tháng 10. Mà khi nó rơi rồi á, thường mình không cẩn thận là có thể gây tai nạn. Nhất là những cái bánh xe mà nó không có được, nó chỉ sử dụng được mùa hè. Và đồng thời khi mình lái quen mùa hè rồi á, thường là đầu mùa đông mà mình hay lái ẩu chút là dễ gây tai nạn. Đó. Như vậy thì mình biết, mình nhìn cái pháp đó, mình biết chuyện gì sắp sửa xảy ra mình làm. Mình nhìn ai ở xứ mùa đông mà kinh nghiệm rồi á, thì ta nhìn thời tiết ta biết. Nhìn ra ngoài đường ta biết. Bữa nay trời lạnh hay không lạnh, vân vân. Thậm chí có nhiều người ở đây rồi, cái mùa hè trời ấm chút là bắt đầu có thể xới đất gieo hạt,
Vì tháng 5, tháng 6 là có thể mình chuẩn bị rồi, để tháng 7, tháng 8 mình có quả, vân vân. Do mình có được cái sức thiền cho nên mình có thể tổng trì hết, chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn là sao? Cái chuyện nó rất là bất khả tư nghi. Bất khả tư nghi gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Sao hay vậy ta? Gì hay đâu, tại tôi sống lâu tôi biết thôi. Cũng giống như người mới tới chùa bỡ ngỡ biết làm gì, mình đi chùa lâu biết rồi. 7 giờ 15 lo mặc áo lên chuẩn bị, ngày nào tối nào cũng giống nhau hết. Ngày thường thì 7 rưỡi tụng kinh, mà cuối tuần thì 7 rưỡi ngồi thiền. Cho nên 7 giờ 15 là lo lên, thấy mặc áo cái nhìn đồng hồ biết rồi, khỏi như lúc khỏi cần ai nói ai. Nhìn cái là biết. Đó, cho nên cái nhân là có thiền định, cho nên cái quả mình có gì tổng trì chẳng nghĩ bàn. Bây giờ tới câu nè. Căn lực đạo giác chi. Chữ căn là gì? Chữ lực là gì? Đây là nói tới ngũ căn, ngũ lực. Con người mình tu á là mình phải có 5 cái nền tảng này. Thứ nhất là tín, tức là niềm tin á. Thứ hai là tinh tấn. Thứ ba là chánh niệm. Thứ tư là định. Thứ năm là tuệ. Gọi là ngũ căn nha. Người tu tập phải có đủ 5 cái gốc rễ căn bản. 5 cái căn này, chữ căn này là 5 cái nền tảng, 5 cái gốc phải cho vững là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Gọi là ngũ căn. Và từ cái ngũ căn này á, nó phát ra được ngũ lực. Là 5 cái power, 5 cái nguồn năng lực. Cũng 5 căn này nó giống như là cái nhà máy điện. Và 5 lực này là phát ra điện. Thí dụ mình có tính căn thì sẽ tỏa ra tính lực. Không ai lung lay được cái niềm tin bất hoại của mình. Mình có tấn căn sẽ có tấn lực. Người mà có tấn căn là nhìn là biết tấn lực. Pháp Hòa ví dụ ha, thầy Nguyên Tạng chùa mình đó, là nhìn tới nhìn lui là thấy cứ hễ chừng 7 giờ 15 là thấy thầy xuất hiện trên chánh điện rồi đó. Để làm gì? Thắp nhang, đi thỉnh đại hồng chúng, chuẩn bị. Tuổi trẻ thì sao? Nhiều khi mình ham vui hơn, mình lười hơn. Nhưng mà cái người mà ta có tấn căn là có tấn lực. Cho nên hôm nào á, bất cứ việc gì cũng sắp xếp giờ đó tới giờ đó tụng kinh. Cho các vị mà theo chùa online á, từ hôm Covid tới giờ đó, có nhiều vị gặp Pháp Hòa cảm ơn, nói trời ơi bữa nào mà chùa không có tụng kinh con nhớ dữ lắm. Mà nhờ chùa phát online livestream vậy bây giờ con tinh tấn lắm. Tại cứ tới giờ đó là con mặc áo tràng đi tụng kinh. Hồi trước không có thì sao? Hơi lười chút. Bây giờ từ ngày có chùa tụng kinh rồi, mình biết mình được dập vô đạo tràng, con tưởng tượng như con đang ở chùa, tới giờ đó có lo tụng. Vậy thì tính căn thì có tính lực, mà tấn căn thì có tấn lực, niệm căn thì có niệm lực. Quý vị thấy những vị thiền sư á, các vị tu tập thiền định á, cho nên á, dù các ngài có thọ bệnh đi nữa đó, ở nơi thân bệnh của các ngài, mình vẫn thấy được cái định lực của các ngài, cái niệm lực của các ngài, cái hơi thở. Cho nên những ông bác sĩ, ông ngạc nhiên lắm, tại sao vị thầy này là bị stroke? Ở bên Mỹ cách đây, Pháp Hòa nghĩ 20 năm trước hay sao, hơn, có hòa thượng bị stroke, vô là bác sĩ lắc đầu rồi, tại vì máu nó lan ra hết, bị coma rồi. Mà quý vị biết có một cái đặc biệt không? Tay ngài cầm sâu chuỗi mà ngài vẫn lần chuỗi từng hạt suốt thời gian bệnh. Mặc dù là ngài không, nghĩa là bác sĩ nói ngài bị coma, ngài không biết gì nữa rồi. Vậy mà cái sâu chuỗi ngài lần từng hạt vậy nè. Thật ra là khi mà ngài hết bệnh đó, ngài tỉnh trở lại đó, mấy ông bác sĩ quỳ tại cái giường bệnh đó, xin quy y hết. Cái định lực của các ngài. Chứ tính căn, tính căn, tính tỏ ra tính lực, mà niệm tấn căn có tấn lực, mà niệm căn có niệm lực, định
thì có định lực, tuệ có tuệ lực. Người có trí tuệ thì người ta làm cái gì mình thấy tự nhiên nó logic, nó đi ra một cách rất nhẹ nhàng. Thành ra đây là năm căn năm lực, ngũ căn ngũ lực, nó nằm ở trong giáo lý của Phật pháp. Ngũ căn nó giống như nhà máy, nhà phát điện, mà ngũ lực nó giống như là cái nguồn lực điện nó tuôn ra. Mình á, mình mà có tính căn rồi thì ai nói gì nói, mình vẫn giữ được cái tính lực của mình. Còn mình mà có tấn căn rồi, bất cứ hoàn cảnh gì đúng giờ là mình thi hành chứ không có nói gì hết. Cho nên các ngài tu tập á, thường thường á, các bậc tôn túc á, hay là một cái hình ảnh, là một cái mô phạm cho mình trong vấn đề tinh tấn tu tập á. Giống như sư ông Trí Tịnh á, Sông Vạn Đức á, một ngày là sư ông tụng 5 bản kinh, sáng nào cũng đọc 5 kinh vậy đó. Phẩm Phổ Môn, Phẩm Di Đà, Phẩm Kim Cang, Phẩm Thập Hạnh Phổ Hiền, rồi niệm Phật, ngày nào cũng giống nhau. Ngày hồi nhỏ là ngày đọc vậy rồi, cho nên lớn tuổi già vẫn tụng y như vậy. Còn mình giờ thay đổi nha, hôm nay Di Đà, mai Phổ Môn chứ nhiều quá. Còn ngày một thời hành trì của ngài là đủ. Không phải nói như vậy mà là tu, mình không phải, không phải. Ở đây mình nói tới vấn đề gì? Cái tinh tấn của các ngài. Rồi Pháp Hòa biết có những vị hòa thượng á, ngày nào cũng lại 108 lại. Bất cứ đi đâu, hội họp gì, ngài cũng dành thời gian lại Phật 108 lại. Còn mình bây giờ nhiều lý do để mình excuse lắm. Để mình có nhiều lý do để mình được nghỉ ngơi lắm. Cái chỗ của mình là thua chỗ đó đó. Thấy không? Tính như vậy thì trong này mới nói là tổng trì chẳng nghĩ bàn căn lực. Vậy thì căn là gì? Ngũ căn. Lực là gì? Ngũ lực. Bây giờ ta nói tới đạo. Đạo này là gì? Đây là bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có gì nè? Thứ nhất là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, phải không? Chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là bát chánh đạo. Nhưng mà bát chánh đạo này là 8 nhánh của một cái thân cây. Nhớ là 8 bát chánh đạo không phải là 8 con đường, nó có chẻ ra 8 con đường nhé. Một cái con đường này mà nó có 8 cái hướng. Hay nói cách khác là một cái cây mà nó có đủ 8 cái nhánh. Ngược bây giờ cùng một con người là có đủ bát chánh đạo, chứ không phải con, thí dụ mình chỉ có một chánh kiến không à, rồi mấy cái kia nó đi đâu? Một con người mà trọn vẹn tu tập là có đủ 8 cái chánh. Chánh kiến, chánh tư duy, phải có cái thấy đúng, cái nghĩ đúng, nó mới ra được người tu chứ. Rồi người tu rồi chánh kiến, chánh tư duy rồi không có chánh ngữ, nó tầm bậy tầm ba không được. Cho người tu phải có chánh ngữ nữa. Rồi những cái việc hàng ngày của mình tạo tác nữa, gọi là chánh nghiệp nữa. Rồi cái đời sống của mình là mình phải tìm cách nuôi sống mình một cách chánh mạng chứ không có tà mạng nữa. Chờ thầy Phật dạy các thầy tỳ kheo là có bốn thứ mà không nên đi tìm để nuôi mạng sống mình vậy đó. Rồi tới chữ gì? Chữ giác chi. Giác chi là gì? Cái này là thất giác chi. Nội đây là pháp số hết. Năm căn là một pháp số nè, năm lực là một pháp số nè, bát chánh đạo là một pháp số nè, và thất giác chi. Thất giác chi là gì? Là 7 cái chi phần để thành tựu giác ngộ. The 7 factors of awakening. Trong đó có gì? Trạch pháp. Trạch là gì? Là lựa chọn. Chọn một cái cách nào rồi là phải tinh tấn với cách đó. Cho nên vừa có trạch pháp xong thì có tinh tấn. Vừa có tinh tấn, trong khi mình tinh tấn, mình tu tập cái pháp mình tu là phải vui vẻ, cho nên là hỷ, hỷ giác chi. Và trong khi mình hỷ như vậy đó, mình tu hành, mình tinh tấn, mình có niềm vui, thì tự nhiên thân tâm mình sao? Nó nhẹ nhàng, gọi là khinh an. Mà có khinh an rồi thì sao? Có khinh an thì có niệm, có chánh niệm. Mà có chánh niệm là có định. Mà tất cả những cái này nó có được, cho nên tâm mình sao không có chấp, cho nên gọi là xả, gọi là thất bồ đề phần.
Cho các vị mà giải thích đó, Đức Phật đi 7 bước khi mà Ngài Giáng sinh đó. Đó, có khi người ta cũng giải thích vậy đó, 7 bước này chính là 7 cái 7 bước để giác ngộ, đi tới giác ngộ. Thì trong đó có trạch pháp. Trạch pháp tức là mình lựa chọn một cái cách tu tập. Rồi vậy thì quý vị thấy nổi câu này không là pháp số này. Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Cái này giống kinh Di Đà quá ha. Chim ở cõi cực lạc mà nói pháp làm cho người nghe cũng sao? À, nghe hiểu được giáo lý. Tu tập không mỏi mệt. À, còn mình bây giờ vừa mỏi vừa mệt. Tu mà vừa mỏi vừa mệt nữa. Rồi các vị thì tu tập không mỏi mệt sẽ chứng lên thập địa. Đến nơi nhiều báu vật, tròn đầy công đức Phật, vượt qua dòng sinh tử, đến với biển chư Phật. Trọn công đức, trọn đầy công đức Phật, vượt qua dòng sinh tử, đối với biển chư Phật. Tạng công đức sâu xa. Chữ tạng đây là chứa đó. Mấy thầy hay hỏi, ủa sao thầy đặt mấy thầy ở nhà chữ tạng không vậy? Chữ tạng là chứa đó. Cho nên đây là dựa theo tinh thần của kinh Hoa Nghiêm đó. Kinh Hoa Nghiêm mà nói về thập tạng. Chữ tạng là chứa. Thí dụ như đức tạng nghĩa là người chứa cái đức. Có một cái kho báu, kho tàng của đức, kho tàng của tịnh. Ví dụ vậy đó. Thì tạng công đức sâu xa, diệu trí chẳng nghĩ bàn. Diệu trí là gì? Diệu trí này là cái trí vi diệu mà nó quán sát tất cả. Cho nên mình mới có một cái trí gọi là diệu quan sát trí. Mà diệu quan sát trí này nó từ cái gì mà nó chuyển qua? Từ cái ý thức. Tại vì cái ý của mình á là nó nhìn rồi nó phân biệt. Bây giờ thay vì mình phân biệt vậy thì mình dùng gì? Tu tập mình nhìn thấy các pháp sâu sắc. Cho nên tu là chuyển. Chuyển từ cái phân biệt thành ra cái trí tuệ. Nhà Phật hay dùng cái từ là chuyển thức thành trí. Chuyển những cái thức là cái phân biệt thành ra cái trí tuệ sâu sắc. Diệu trí chẳng nghĩ bàn, con đều đã đầy đủ. Xin chư Phật mười phương soi xét giúp đỡ con. Chữ giúp đỡ có khi dịch là hộ niệm. Có những bản dịch khác dịch là hộ niệm. Rủ lòng đại từ bi. Chữ rủ là nhìn xuống. Rủ lòng tức là lấy tình thương nhỏ xuống. Thương nhận con sám hối. Thường thường mình làm gì cho ai, mình nhận cái gì của ai là bằng tất cả tình thương của mình. Cho nên người nào mà thành tâm sám hối, xin lỗi mình hãy thương họ và nhận cái lời xin lỗi của họ, để cho họ được nhẹ nhàng. Do từ trong nhiều kiếp, con tạo nhiều nghiệp ác, vì thế sinh khổ não, xin Phật thương giúp trừ. Do con tạo nghiệp ác, trong lòng luôn lo sợ, mọi cử chỉ hành động chẳng bao giờ an vui. Phải không? Thường thường khi mình lỡ làm cái gì á, mình cái tư cái mình không thoải mái. Cái uy nghi của mình nó sao sao đó, đại khái vậy đó. Do con tạo nghiệp ác, trong lòng luôn lo sợ, mọi cử chỉ hành động. Mọi cử chỉ hành động là 4 cái uy nghi đi đứng nằm ngồi của mình chẳng bao giờ an vui. Chư Phật đại từ bi, giúp chúng sinh hết sợ, xin nhận con sám hối, khiến lìa được lo sợ. Con có phiền não chướng và cả những nghiệp chướng, xin dùng nước đại bi rửa thân tâm con sạch. Hôm rồi mình có học chướng á, cái đầu tiên là phiền não chướng nè, một chướng rồi phải không? Giờ gì vậy nữa? Và cả những nghiệp chướng. Phiền não chướng, nghiệp chướng là 2 cái chướng của mình đó. Rồi cộng, nếu mà cộng thêm cái thứ 3 là báo chướng, đã thành ra 8 chướng. Nhưng mà con người mình là 8 chướng là nói gọn đó, chứ còn mình nếu nói chướng là thôi nhiều lắm. Chữ chướng là gì? Là trở ngại cho mình. Thí dụ mình bệnh hoài thì gọi là gì chướng? Bệnh chướng. Tại vì bệnh hoài không làm gì được hết.
Muốn nấu ăn cho người ta cũng làm được, muốn giúp gì cũng được hết. Cho nên bệnh là một chướng ngại, thấy không? Gọi là bệnh chướng. Rồi hay hờn hay giận cho nên gọi là phiền não chướng. Rồi bây giờ đó, phiền não này nó thành ra cái nghiệp của mình rồi, thành thử ra chuyện gì cũng giận được hết. Thậm chí đứa con nít mình cũng giận. Mình giận người lớn xong giận luôn đứa nít, mà nít nó có biết gì đâu. Nhiều khi nó lỡ nó nói một câu gì mình cũng giận nó luôn. Hỏi sao giận nó vậy, bữa hôm nó nói vậy. Bác có như anh chị có biết nó nhiêu tuổi không? Nó mới 5 tuổi chứ nhiêu. Trời, 5 tuổi, mình 50 tuổi, mình 70 tuổi đi giận đứa nít 5 tuổi chi cho nó khổ mình. Thí dụ vậy đó, cho nó thành cái nghiệp. Cho nên nghiệp chướng, bệnh chướng, báo chướng. Báo chướng là quả báo á, bây giờ nó thành hình rồi, nó chướng ngại mình dữ lắm. Con có phiền não chướng và có và cả những nghiệp chướng. Bây giờ lấy cái gì, lấy cái gì để trừ? Xin dùng nước đại bi đó. Cho nên mình mới có một cái quyển sám pháp tên là gì? Từ bi tam muội thủy sám pháp. Chỉ có lấy nước từ bi mới rửa sạch được tất cả mọi oán hờn trách móc. Cũng giống như mình lấy cái nước mà rửa tất cả mọi tạp dơ trên thế gian này, thì trong tâm của chúng ta và trong tâm của chúng sanh, cũng như mọi cái oán thù với nhau, chỉ có lấy nước từ bi mới rửa được thôi. Và nước từ bi đó gọi là gì? Từ bi tam muội thủy sám. Chữ tam muội là gì? Chữ tam muội là cái nước này bây giờ nó không phải là nước bình thường, mà nước này là nước của chánh định. Chữ tam muội là cái nghĩa của nó là chánh định, là cái chỗ đạt được cái sự mà định tĩnh rốt ráo, chứ không có số 3, số 4 gì trong này hết á. Chữ tam muội là phiên âm từ tiếng Phạn là samadhi. Từ bi, cái chánh định của từ bi trở thành ra cái nước rửa sạch mọi oan khiên. Dùng nước đại bi rửa sạch thân tâm con đó. Mình đã bình thường giờ mình đã lấy nước mình dội, mình tắm nó mới rửa được cái thân à. Nhưng mà nếu mà không có nước từ bi là không rửa được tâm. Cho nên hàng ngày giỏi lắm là mình rửa được cái thân thôi. Nhưng mà rửa được mấy tiếng? Vài tiếng thôi. Vài tiếng sau là bắt đầu nó bốc mùi trở lại, phải không? Thành thử ra cái nước nó chỉ rửa được bên ngoài thôi, mà chỉ có nước từ bi mới rửa sạch được cái bên tâm. Dùng nước đại bi rửa sạch, rửa thân tâm con sạch. Quá khứ và hiện tại con tạo bao nghiệp ác, nay trước Phật tỏ bày. Chữ tỏ bày á, trong tiếng Hán gọi là phát lộ. Giống như là mình phát lộ ra. Vì vậy mà có một cái phương pháp khi chúng ta lại Phật á, khi chúng ta lại Phật, chúng ta mở tay ra, có nghĩa là trước Phật thì không có gì giấu giếm nữa hết, con trải lòng con ra cho nên mình phơi trải tâm can của mình ra đó. Nay trước Phật tỏ bài, cầu mong được trừ sạch, con cũng nguyện giữ gìn vị lai không khởi ác, dẫu nay lỡ gây tạo, trọn không dám che giấu. Bây giờ mình sám hối xong rồi, lòng nhẹ nhõm rồi đó. Từ nay về sau không làm nữa, trọn chẳng dám che giấu. Thân nghiệp 3, miệng 4. Bây giờ nghiệp của mình á, nếu mà nghiệp thân thì có mấy? Nghiệp của thân có mấy? Trong kinh nói nè, thân nghiệp 3, miệng thì có mấy nghiệp? 4. Cho nên là thân nghiệp 3, miệng 4. Thân nghiệp 3 là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Đó là 3 nghiệp của thân á. Bây giờ 4 nghiệp của miệng nè: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ỷ ngữ hay là nói lời vô ích. Miệng mình có 4 cách nói. Rồi thân nghiệp 3, miệng 4. Nơi ý cũng có 3. Ý của mình có 3 là gì? Là tham, sân, si. Như vậy thì thân 3, miệng 4, ý 3 cộng lại là 10 gì? 10 nghiệp. Nhưng mà hễ xấu thì gọi là 10 nghiệp ác, chuyển nó thành ra 10 cái tốt thì gọi là 10 nghiệp thiện. Đó là lý do mình thỉnh 10 tiếng mõ đó. Cốc, cốc, cốc 3 tiếng đầu, sau đó là cốc, bon, cốc, bon, cốc, bon. Rồi 4 tiếng sau, cốc, 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 cộng lại hết
cộng hết là 10 tiếng mở. Thì 10 tiếng mở đó là tượng trưng cho 10 cái nghiệp này nè. Tu tập là chuyển từ 10 cái nghiệp xấu thành ra 10 cái nghiệp thiện. Thân nghiệp 3, miệng 4, nơi ý cũng có 3, trói buộc các hữu tình xưa nay chưa đoạn dứt. Do thân miệng và ý tạo ra 10 nghiệp ác, nay con xin sám hối những tội lỗi như thế. Cho nên mình thọ thập thiện. Thọ thập thiện nghĩa là mình tu tập, mình thọ năm giới thời gian rồi. Bây giờ mình, Phật dạy mình á, đạo đức của người Phật tử có 3 thứ. Thứ nhất, đừng làm các việc ác. Thứ hai là gì? Nên làm các việc lành. Thứ ba là gì? Giữ cái gì? Nguyện độ chúng sanh, độ tất cả chúng sanh. Cho nên bữa ăn nào mình cũng đọc 3 câu đó đó: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Và đó là nền tảng tu tập của người Phật tử. Vì vậy cho nên thọ giới cũng chia ra 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thọ 5 giới. Thì thọ 5 giới đó là mình thực hiện được câu đầu tiên, đó là nguyện không làm điều ác. Hiểu ý không? Rồi tính giai đoạn thứ hai là nguyện làm các việc lành, cho nên thọ thập thiện. Thọ thập thiện là mình đi cái bước thứ hai của lời Phật dạy, đó là nguyện làm các việc lành. Rồi mai mốt mình đi tới cái bước thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh, nghĩa là mình thọ Bồ Tát giới. Tại vì Bồ Tát giới là mình sống vì mọi người, vì lòng từ bi. Cho nên rõ ràng mình ăn cơm 3 ngày 3 bữa 3, mỗi bữa ăn mình đọc 3 câu đó đó. Vậy thì 3 câu đó chính là 3 cái nền tảng giới luật mà chúng ta thọ: ngũ giới, thập thiện và Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nhớ là mình thọ Bồ Tát giới là mình thọ cái giới sống vì mọi người, giúp đỡ cho mọi người. Cho nên người Bồ Tát giới nào mà thọ giới xong rồi để lấn lướt tam quy ngũ giới thập thiện đó, là mình làm sai cái tinh thần của Bồ Tát. Thường thường ở trong đạo thì mình sắp xếp, ví dụ như trong lễ Bồ Tát tụng giới, Bồ Tát ngồi trên, tới thập thiện, tới ngũ giới. Nhưng mà sắp xếp vậy đến chi? Để mà có thứ lớp. Nhưng mà bây giờ lỡ vô trong đạo tràng rồi, mọi người, cái cô ngũ giới cũng biết, cô chồi lên chỗ mình ngồi rồi, Bồ Tát bước tới thấy có một chúng sanh ngồi nhầm chỗ của mình, Bồ Tát lặng lẽ, không sao, cầu mong cô sớm ngày lên tới phương trên này, chị đứng dậy, chị ngũ giới dưới kia, chỗ này của tôi. Cái này không phải Bồ Tát nha. Bồ Tát là không có đi đuổi chúng sanh kiểu đó nha. Bồ Tát là phải thấy ai lỡ ngồi chỗ của mình là nhẹ nhàng kiếm chỗ khác ngồi. Và thậm chí cái chỗ đó mình ngồi mà giờ có một chúng sanh khác, người ta bước vào chân người ta đau, ta không có thể ngồi dưới đất được, đứng dậy nhường cái chỗ đó cho ta ngồi. Trên nguyên tắc là chỗ mình ngồi, nhưng hôm nay đặc biệt có một người bệnh, người ta không có chỗ ngồi, mình nhường chỗ đó ta ngồi. Không có gì tội lỗi đó, đó. Mà không có gì sai trong đó. Mà nếu như mà ai biết được á, mình Bồ Tát mà tu được như vậy đó, ta mới quý mình đó. Tại Bồ Tát là phải có lòng từ bi nha, phải có tâm Bồ Đề nha. Đấy là những cái quality, những cái require. Yeah, những cái chuyện mà Bồ Tát, ai muốn thọ Bồ Tát là phải có những cái tâm niệm như vậy. Chứ anh mà thọ Bồ Tát giới rồi á, mà anh còn, anh chỉ mượn vô cái hình thức thọ giới của anh để rồi anh khó khăn chuyện này chuyện kia là anh không đúng cái tinh thần của Bồ Tát. Bồ Tát giới mà chúng sanh ta còn không có ăn nữa, còn mình có ăn nữa không, này đồ này cũng dông, tôi không ăn. Ăn vô ngu. Ăn vô dông mất phước. Không biết mình phước bao nhiêu mà sợ dông mất phước. Đó, mình không có đúng cái tinh thần như vậy. Phải phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát là không có giận ai hết đó. Chờ Bồ Tát gì mà ta lỡ ta làm một cái việc đâu hồi tháng 8, tháng 9 mà qua tháng 8 năm sau còn kêu lợi dũa. Không phải Bồ Tát. Bồ Tát là thấy một chúng sanh nào lỡ, thí dụ thôi, mình biết nó làm cái điều đó không đúng, mình nói cho nó nghe xong rồi còn sửa cái đó, chú sửa cái kia, anh sửa cái nọ, mai mốt đừng làm vậy nữa.
tôi thương tôi nói để cho anh, cho cháu gì đó. Nếu mình Bồ Tát mình thương cái người đó, nếu mà trên tinh thần bình đẳng là tất cả mọi người, già trẻ bé lớn gì cũng là những người em của mình đi, mình là một người chị, một người anh. Cho nên cái ngày mình thọ Bồ Tát giới, thấy không, trong cái nghi thức là thỉnh Thích Ca Như Lai làm hòa thượng truyền giới, thỉnh Di Lặc Bồ Tát làm yết ma, thỉnh các vị Bồ Tát làm yết ma làm giáo thọ, mười phương Bồ Tát là chúng hộ trì cho mình, còn các vị ngồi đây là đại diện truyền cho mình thôi, các vị thập sứ chứ đâu phải bình thường. Cho nên mình biết là khi mình đã nhận được cái Bồ Tát giới, dù là 10 giới trọng, 48 giới khinh, hay là 6 giới trọng, 28 giới khinh gì đi nữa, đều được mệnh danh là Bồ Tát giới. Mà chữ Bồ Tát là một chúng hữu tình đã giác ngộ và sẽ giác ngộ cho người khác, và luôn luôn dành cái phần khó về mình mà nhường những cái tốt trọng cho người khác. Chứ không phải là mình nghĩ là mình Bồ Tát rồi là cái gì số một cũng phải của mình hết đó. Thậm chí cái chỗ đó của mình mà vì người khác mình phải nhường, mới đúng cái tinh thần Bồ Tát. Bất thối Bồ Tát vì bạn lữ mà. Các vị Bồ Tát không thối chuyển là bạn lành của mình. Còn mình tu làm sao, người ta nhìn Bồ Tát ta thối hết trơn, người ta không dám thọ. Ta thấy Bồ Tát này ta ngán quá, thôi tôi cũng làm Bồ Tát, tôi làm phàm phu chúng sanh cái bộ dễ chơi hơn. Chơi với Bồ Tát khó quá. Cái phẩm này được nói như vậy thì thường thường mình nghe tiếng trống thì chỉ phát ra cái âm thanh của cái tiếng trống, nhưng mà đặc biệt tiếng trống này vang ra tiếng trống, nhưng mà trong tiếng trống đó lại có một lời pháp nhắc nhở cho mình tu tập chuyển hóa bằng phương pháp sám hối. Thì thường thường ở trong nhà Phật, từng rồi mình có nói đó, những cái gì mà nó phát ra tiếng, nó có công năng tỉnh thức người, chúng ta thường gọi là pháp, pháp khí. Khí là một vật dụng, khí cụ mà trong Phật Pháp, thì cái đó gọi là pháp khí. Cũng giống như những con số ở ngoài đời, người ta kêu số 1, số 2, số 3, số 4, mà người ta kêu lô tô, người ta kêu số đề là cũng con số. Nhưng mà những con số đó kêu ra là số đề. Còn những con số trong Phật giáo mà phát ra, mình nói ra, thì những con số đó chuyên chở được Phật Pháp, cho nên chúng ta gọi là pháp số. Pháp số tức là những con số Phật Pháp mà mỗi một con số đều có một cái giáo lý trong đó. Thí dụ mình hay kêu kêu mấy người mà ta kêu lô tô, tài thiên đại thánh, đánh giới hồng nhi, hồng hài nhi vậy đó. Rồi người đây con số 3, đây con số 4 gì đó, kêu lô tô vậy đó. Thì cái đó là những con số ngoài đời kêu ra, thì nó có những con số đề, những con số. Hoặc là có nhiều người, người ta chim bao, ra cái người ta bàn số đề, chim bao là cho số đề, nói thôi tối tôi thấy con dê, bắt đầu người ta thấy con cọp gì đó, thì người ta sẽ nói ra con cọp là số mấy, rồi người ta chia ra, người ta cộng lại, người ta thàm ra một vài con số để gọi là đánh số đề. Nhưng mà ở đây á, cái vị Bồ Tát này thấy cái nằm chim bao, thấy cái trống, thì cái trống này phải lại phát ra những cái tiếng Phật Pháp. Cho nên người chúng ta gọi cái trống này là gì? Pháp cổ. Cho nên trong chùa kêu cái trống là pháp cổ. Chữ cổ là trống. Ở bên Đài Loan có một cái núi, một cái núi, và được một vị hòa thượng khai sơn, đặt cái núi này tên là Pháp Cổ Sơn. Pháp Cổ Sơn nghĩa là núi có trống pháp. Thiền sư hòa thượng này hiệu là Thánh Nghiêm. Đây cũng là một cái tông phái, một cái tông nổi tiếng ở Đài Loan. Thì cái trống này phát ra được cái pháp âm, phát ra được cái tiếng pháp để nhắc nhở mình tu tập. Hồi sáng này trong khi giảng về cho người Tây Phương á, thì Pháp Hòa có nói là nhiều khi mình nhìn cái đồng hồ, thì đồng hồ cũng cho mình được một cái bài pháp, vì nhắc nhở mình phải trân quý từng giây phút mình có được.
và nhắc nhở mình thời gian đi qua rất nhanh. Thì vừa nói xong thì có một bà trong nhóm đi thiền quên tắt điện thoại cho nên bắt đầu nó reo. Nhưng mà cái tiếng reo của điện thoại rất là hay, nó nhẹ nhàng, nó không có ồn ào như những tiếng điện thoại thường reo, hay là không có phát ra những cái tiếng nhạc có nhiều khi người ta lồng một cái bài nhạc nào đó, hay là tiếng vịt kêu, tiếng chó sủa gì đó. Nhưng mà bà này để một cái tiếng chuông điện thoại khi nó reo một cái tiếng rất nhẹ nhàng lắm, thì nó phát đúng về cái giây phút Pháp Hòa đang nói về cái đồng hồ. Thì Pháp Hòa mới nói thỉnh thoảng trong cuộc sống chúng ta cũng lại để set up cái giờ, phải không? 5 giờ mình thức dậy, 6 giờ mình thức dậy, hay là mình muốn đi làm việc gì mình sợ quên, mình phải bấm giờ, bấm để làm gì, để nhắc nhở tới giờ rồi. Vậy thì chúng ta cũng thế, đôi khi chúng ta cũng phải để một cái đồng hồ và bấm tới giờ rồi. Ví dụ như tới giờ, có những lúc tới giờ đi ngủ, nhưng mà cũng có những lúc tới giờ phải thức dậy. Nhưng mà mỗi người chúng ta đều có một cái xài chung một cái giờ. Nhưng mà người có chánh niệm thì họ sử dụng cái giờ rất là chuẩn mực, không có để nó phí cái thời gian của mình. Thì cái đồng hồ nó cũng phát ra được cái tiếng, nó phát ra được cái sự nhắc nhở. Thì cái tiếng trống cũng vậy. Ở đây do cái phẩm này nói rằng cái tiếng trống này vang ra được cái pháp nhắc nhở mọi người sám hối. Quý vị mở trang 97, lật tới mấy trang, tới cái đoạn hoặc do quá vui đùa, hoặc do lòng sầu não. Thấy không? Thấy cái đoạn đó không? Bị tham sân si buộc cho nên con tạo ác, gần gũi kẻ bất thiện. Hoặc do tâm bõng xẻn, bần cùng và vua nịnh cho nên con tạo ác. Thấy đoạn đó không? Rồi, bữa nay mình bắt đầu đoạn mới ha. Ở trang mấy vậy? 103. Rồi bây giờ mình qua đoạn mới nè. Hôm nay kỳ 21. Tuy không thích tội lỗi, nhưng do tâm sợ hãi và chẳng làm chủ mình cho nên con tạo ác. Thấy đoạn đó không? Con người chúng ta sợ tội lỗi, không thích tội lỗi, nhưng mà nhưng do tâm sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Thí dụ như mình biết mình không thích tội, nhưng mà sợ đói, sợ nghèo, cho nên có thể mình đi ăn cắp, ăn trộm. Mình sợ mất danh dự, cho nên có thể mình làm một cái điều gì sai để mà bảo vệ cái danh dự, cái mặt mũi của mình. Tuy không thích tội lỗi, nhưng do tâm sợ hãi, sợ nghèo, sợ đói, sợ mất thế này, sợ mất thế kia, cho nên có đôi khi bất chấp. Và gì nữa? Và chẳng làm chủ mình. Cho nên mình làm chủ nhà, chủ tiệm, chủ gì cũng không bằng mình có thể làm chủ chính mình. Tại vì khi nào mình làm chủ được chính mình thì mình mới có thể xa được những cái điều sai quấy. Thí dụ như mình làm chủ tiệm, nhưng mình không làm chủ được mình, thì khi mình giận lên mình vẫn la lối, và thậm chí mình sống không có ra cái cách, cái tư cách của một người chủ. Hay là ví dụ mình là một vị thầy, nhưng mà mình không tự chủ được, cho nên lúc giận mình la hét lên, thì nó mất đi cái tư chất của một người xuất gia, một người tu. Thành ra nhiều khi mình sống, mình có cái danh, cái phận đó, có. Nhưng mà khi mình không làm chủ mình, do giận tức, do si mê, thì cái gì mình cũng có thể nói, có thể làm. Và cho nên tuy không thích tội lỗi, nhưng do tâm sợ hãi và chẳng làm chủ mình cho nên con tạo ác. Tiếng trống nó vang ra như vậy, nó nhắc mình đó. Do ăn uống và mặc và yêu thích người nữ, bị lửa phiền não thiêu cho nên con tạo ác. Ở đây cái đối tượng, đối tượng là do ăn. Do ăn là gì? Là thực. Do ăn, do mặc, yêu thích người nữ. Thì nếu mà là bởi vì đây là một Bồ Tát nam, cho nên do yêu thích người nữ. Nhưng mà nếu người nữ thì nói làm sao? Do yêu thích người nam. Tức là do mình yêu thích cái hình tướng của mình gọi là gì? Cái khác phái. Cho nên mình cũng có thể bị lửa phiền não thiêu. Nếu mình yêu được thì cũng có cái khó,
cũng có cái cực của người yêu được, mà không yêu được cũng có cái cực của nó. Do ăn uống và mặc và yêu thích người nữ bị lửa phiền não thiêu cho nên con tạo ác. Quý vị nhớ là trong xã hội á, thường á, nhiều khi mình nghe tại đọc được tin tức á, người ta vì ganh ghen tức vì những cái tình yêu mà người ta có thể giết người, làm những điều sai quấy. Đối với Phật Pháp Tăng, tâm con không cung kính gây các tội như thế, nay con xin sám hối. Ngu si chê chính pháp, bất hiếu với mẹ cha, tạo tội lỗi như thế, nay con xin sám hối. Đây là quý vị thấy cái trống pháp, cái trống mà vang lên mà phát ra những cái tiếng nhắc nhở như vậy. Nay hồi trên đó thì chê Phật Pháp Tăng, bất kính Phật Pháp Tăng. Ở dưới này thì ngu si chê chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là cái pháp chân chánh có thể dẫn dắt cho mình, hướng dẫn cho mình đi được trên con đường thánh thiện. Chánh pháp này không phải nói riêng cái pháp của Phật. Cái gì mà nó có cái ngay thẳng giúp đỡ cho mình đều là chánh pháp hết. Còn cái gì mà nó làm cho mình lệch đi cái tư tưởng, cái cách sống của mình gọi là tà pháp. Cho nên chánh pháp đây là để nói cho tất cả những cái gì có khả năng dẫn dắt cho mình. Bất hiếu với mẹ cha, tạo tội lỗi như thế, nay con xin sám hối. Do ngu si kiêu mạn và sức ép tham sân, con tạo tội như thế, nay đều xin sám hối. Do ngu si kiêu ngạo, do mình ngu si cho nên mình mới sanh cái tâm gì? Kiêu căng và ngạo mạn. Chữ kiêu mạn này là hai cái tâm trạng nha, hai cái cách sống đó. Kiêu căng là gì? Kiêu căng tức là mình tự cho mình hơn, phải không? Mình kiêu căng và ngạo mạn tức là mình đẩy mình. Thí dụ như mình ỷ mình đẹp hơn người ta là kiêu đó, phải không? Rồi mình khinh thường người khác. Người khác mà bằng mình á, thì mình đẩy xuống. Sao bằng tôi được, phải thém tôi một chút chứ. Nhưng mà nếu người ta hơn mình thì mình kéo xuống, mình nói bất quá bằng tôi thôi. Thì cái trường hợp đó gọi là mạng đó. Trường hợp kêu á, là mình tự đẩy mình lên. Thấy không? Tự đẩy mình lên và coi. Rồi mạng á, tức là mình coi thường. Và thường thường mình hạ thấp người khác. Thường thường người ta hay nói vậy nè, hãy cái người mà cao hơn mình kéo người ta xuống bằng mình. Bằng mình thì mình đẩy người ta xuống làm sao? Thua mình mực. Vậy đó. Do ngu si kiêu mạn, vì mình ngu si cho nên mình mới sống bằng cái tâm kiêu căng và ngạo mạn. Nếu mà nói cho đủ cái chữ này là vậy đó, kiêu căng và ngạo mạn là hai cái tâm niệm sống. Và sức ép tham sân, sức ép là sao? Mình không muốn tham nhưng mà nó ép mình tham. Sức ép của tham của sân tức là gì? Tức quá chịu không nổi, nổi sân lên. Do cái đó mình thấy như vậy mà nó dễ dàng để mình lấy qua không lấy uổng. Do sức ép của tham sân con tạo tội như thế, nay đều xin sám hối. Còn nay xin cúng dường vô số Phật mười phương. Mười phương là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc và phương trên phương dưới, gọi là mười phương. Con nay xin cúng dường vô số Phật mười phương, xin các ngài giúp cho, xin các ngài giúp con nhổ trừ các khổ nạn, cầu cho mọi hữu tình đều trụ nơi thập địa. Hữu tình là gì? Những người có tình, những người có cái tình cảm, những người sống mà có cái cảm nhận thì tất cả đều gọi là hữu tình. Trụ nơi, đều trụ nơi thập địa. Thập địa là gì? Tức là 10 cái quả vị chứng đắc, 10 cái địa vị chứng đắc của các vị Bồ Tát tu tập. Thí dụ như mình chứng được cái địa thứ nhất gọi là hoan hỷ địa. Tức là mình làm tu tập sao mình đạt được, các vị Bồ Tát đạt được một cái nơi chốn mà các ngài trụ ở yên ở đó là hoan hỷ. Người mình giúp người ta xong rồi, người ta có khen, người ta có chê, người ta có nói gì đi nữa, tâm mình vẫn hoan hỷ. Tại vì sao? Tại cái quan trọng là lúc mình làm mình có hoan hỷ không. Còn người ta nhận thì sao mình biết được, phải không? Ví dụ như bây giờ mình nấu ăn,
mình nấu ăn mình nêm nếm xong rồi mình rất là hoan hỷ với cái taste, cái gia, cái hương vị mình nấu ra. Nhưng mà chắc gì mọi người đều hoan hỷ với cái khẩu vị mình nấu không? Không. Không, nhưng mà cái hoan hỷ đầu tiên là mình đã nấu bằng tâm hoan hỷ với tất cả khả năng và tâm thành của mình. Cũng giống như mình chia sẻ Phật pháp, mình đem hết lòng mình nói và trong nói trong hoan hỷ, thì cái người ta tiếp nhận được bao nhiêu là tùy vào. Thí dụ như nói về người Việt nghe hiểu hết, nhưng mà người không biết tiếng Việt hoặc là hiểu ít tiếng Việt thì chắc gì hiểu hết đâu. Không? Nhưng mà quan trọng là mình đã nói bằng tất cả tâm hoan hỷ, rồi cái người đó sẽ hiểu được khi họ được thông dịch, hoặc là họ giỏi tiếng Việt, họ sẽ tiếp nhận cái đó hơn nữa vì bây giờ họ hiểu nhiều hơn. Cũng giống như mình học tiếng Anh vậy đó, mình vô mình nói trời ơi bà giáo bà nói gì tôi nghe tôi chả hiểu nói gì, tại mình không hiểu chứ đâu phải bà nói dở. Đến 10 năm sau, 5 năm sau mình biết tiếng Anh rồi, bây giờ thấy quay lại nghe lại bà đã nói hay à. Thí dụ vậy đó. Rồi bên đó, bên cạnh đó là gì? Mình phải tu tập mà được cái địa thứ hai, đó là ly cấu địa. Đạt được cái địa vị thứ hai là gì? Rời khỏi mọi sự cấu nhiễm.